Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày cuối tuần, một ngày thứ bảy, một ngày 24 tháng 6. Thì em cũng xin phép mình quay trở lại là một buổi video ngắn đem cùng đồng hành và phân tích với những anh chị nhà đầu tư mình về một tuần vận động vừa qua của thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như chúng ta sẽ đưa ra những kịch bản cho một tuần vận động tiếp theo và những cái vận động tín hiệu của các dòng cổ phiếu đang vận động như thế nào, để từ đó anh chị mình đang cầm nắm cổ phiếu hay là mình đang cầm những cái lượng sức mua, những lượng tiền, thì mình cũng sẽ đưa ra được một chiến lược đầu tư tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể ủng hộ em bằng một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh, và đây cũng chính là những động lực thúc đẩy giúp em làm những video sâu tốt hơn và chia sẻ rộng rãi những kiến thức đầu tư đến với tất cả anh chị mình. Xin phép cảm ơn chị mình rất nhiều. Thì còn ở trong một cái buổi video cuối tuần, cái phần thứ nhất là chúng ta sẽ cùng nhau đi nhìn lại một cái tuần vận động vừa qua của thị trường chứng khoán Việt Nam, xem là đã có những cái diễn biến như thế nào, cũng như là cái chiến lược mà chúng ta áp dụng trong một tuần vừa qua nó có đạt những cái độ hiệu quả hay không, nó có mang lại những cái mức sinh lãi tốt cho anh chị nhà đầu tư mình hay không. Thì tổng quan anh chị mình sẽ thấy một tuần vừa qua là cái tuần mà thị trường đâu đó, khi mà mình xét ở một góc độ về chạy tuần đi, chính là cái tuần mà thị trường tăng điểm anh chị. Thì trong một cái tuần mà thị trường tăng điểm thì anh chị mình cũng thấy đa phần vận động của các dòng cổ phiếu, từ dòng ngân hàng, dòng chứng khoán, dòng dầu khí, dòng đầu tư công, dòng bất động sản, dòng thủy sản, dòng dịch may, dòng mid cap, đa phần đều có những sự tăng điểm. Thì cái việc tăng ít hay tăng nhiều thì nó sẽ tùy vào những cái chiến lược mua của những chị nhà đầu tư mình, và không ít thì nhiều từ những cái sự tăng giá của cổ phiếu cũng như sự tăng giá của thị trường chung, tăng đâu đấy khoảng 14 điểm trong một tuần vừa qua, thì cái tài sản của chị mình cũng sẽ có những mức sinh lãi đâu đó sẽ mang cái sự ổn định, mình lưu ý nha. Đấy, và những cái phiên đầu tuần khi mà thị trường chung mắt test về là những cái vùng hỗ trợ quanh vùng biên 1.100, trong cái biên độ sideways vùng tái tích lũy trở lại của thị trường chung, thì cái mã test lại có lượng thấp thì anh chị mình thấy chỉ cần một cái lực cầu đủ lớn thì thị trường lập tức quay trở lại ở vùng biên trên. Và cái việc mà thị trường quay trở lại á, bản chất nó sẽ có những yếu tố về dòng tiền, và cái tín hiệu cực kỳ quan trọng của thị trường chung trong một tuần vừa qua, sau khi có những quá trình điều chỉnh, thị trường quay trở lại và xuất hiện cái tín hiệu của dòng tiền mới tham chiến xuất hiện đầu tiên ở những dòng cổ phiếu của dòng chứng khoán, sau đó lan tỏa đến những dòng cổ phiếu như là dòng bất động sản, dòng đầu tư công, nó tạo ra rất nhiều những cái cơ hội sinh lãi rất là tốt cho nhiều anh chị nhà đầu tư mình, đặc biệt với những cái chiến lược đánh T cộng, những chiến lược đánh ngắn mà em chia sẻ với chị nhà đầu tư mình theo ba tiêu chí mua. Và bản chất khi cổ phiếu đạt về cái điều kiện ba tiêu chí mua đó, anh chị mình thấy đa phần anh chị mình mua đúng điểm, cái lượng hàng về mình đều có lãi tốt, thì đó gọi là một điểm mua chuẩn. Ví dụ như ba tiêu chí mua thì em xin phép mình sẽ ôn trở lại trong một cái tuần vừa qua. Tiêu chí thứ nhất là những cái vận động, mình sẽ thấy gì, mấy yếu tố kiệt về thanh khoản, trước đó là một cái nền tích lũy, sau đó là những yếu tố kiệt thanh khoản rũ bỏ và xuất hiện yếu tố dòng tiền, thì đó là ba tiêu chí cực kỳ quan trọng của thị trường chung, và sau này đó cũng chính là một cái bí kíp nó giúp cho nhiều anh chị nhà đầu tư mình sẽ tìm kiếm được những cái cơ hội và mình gia tăng được các tài sản của mình. Đây là ba tiêu chí đầu tiên, là mình sẽ mua tại nền với mô hình tích lũy. Thứ hai là mang yếu tố rũ bỏ kiệt về thanh khoản, tại vì cuối quá trình tích lũy tại nền thường sẽ có một cái nhịp rũ bỏ để loại bỏ sự đu bám của những anh chị nhà đầu tư, và đại đa số anh chị mình sẽ thấy nhiều người sẽ cầm cổ phiếu trong một cái đoạn mà mua tại nền đây nè, nhưng mà mình cầm cổ phiếu khi mà xuất hiện điểm rũ bỏ thì tâm lý anh chị mình sẽ rất dễ mình bán ra cổ phiếu, thì sau khi mình bán ra cổ phiếu thì thường tín hiệu dòng tiền quay trở lại là cổ phiếu sẽ bước vào một cái pha tăng mới, cho nên nhiều anh chị mình bán ra xong là cổ phiếu quay đầu trở lại tăng, đó là cái nguyên lý trong quá trình anh chị mình đầu tư. Thì tổ chức họ thường đánh vừa cái tâm lý giao dịch của chị mình, thường nó đỏ điểm là nó sẽ ép vào cái tâm lý anh chị mình sẽ vác những cái lượng hàng ra mình đi bán cổ phiếu, mà rất nhiều những cổ phiếu từ dòng chứng khoán, ví dụ nó anh chị một số cổ phiếu như VCI đi, anh chị thấy cái nền tích lũy nè, đấy đó là những cái điểm mua em chia sẻ với anh chị mình, đa phần hàng về anh chị mình đều lãi đó, thì đó chính là những điểm mua chuẩn anh chị nha. Trong cái điểm mua mà anh chị mình có lãi mà mình hiểu vì sao mình mua thì đó chính là những điểm mua an toàn, mình lưu ý là điểm kỳ thanh khoản nè, tại nền nè, một cái chút một pha tăng luôn luôn có nhịp rũ bỏ, nhưng một cái nhịp điều chỉnh nè, loại bỏ sự đu bám của những chị nhà đầu tư cá nhân nè, và sau yếu tố kiệt về anh quản là lượng cung không còn nhiều, đây phiên kiệt cung là gì, thì dòng tiền tổ chức đổ vào đánh thì nó bước vào một cái pha tăng mới, hãy mình lưu ý nha. Trên đây những tín hiệu về dòng tiền mới rất tốt, hoặc là với dòng cổ phiếu gì, dòng cổ phiếu của dòng bất động sản đi, thì anh chị mình cũng thấy tương tự, đây là cái nền tích lũy trước một pha tăng luôn luôn là những nhịp rũ bỏ và mang cái yếu tố kiệt về anh quản, sau đó những tín hiệu dòng tiền quay trở lại này, dòng tiền quay trở lại này. Thì bản chất cái nguyên lý khi mà một cổ phiếu muốn đi lên thì phải có dòng tiền tổ chức đổ tiền vào đẩy giá thì cổ phiếu mới tăng được, đó là cái tình trạng chung trong một cái tuần vừa qua, xuất hiện rất nhiều những cái điểm mua an toàn
dành cho tất cả những chị nhà đầu tư mình. Và nếu như chị mình có lãi được trong một tuần vừa qua thì em xin chúc mừng với tất cả anh chị mình, tại vì trong quá trình mà anh chị mình đầu tư mình có lãi thì đó là cái niềm vui. Ngược lại với những anh chị nhà đầu tư nào mình lo sợ về thị trường, mình hoảng loạn trong những cái phiên thị trường đỏ điểm á, thì mình sẽ rất ít khi mình tìm kiếm được những cái cơ hội khi mà thị trường nó xuất hiện trở lại, thì đó cũng như là một cái sự bỏ lỡ tương đối lớn rất nhiều những mặt cổ phiếu trong một tuần vừa qua. Thì bản chất anh chị mình sẽ cần chú ý cái việc gì trong một tuần mở động tiếp theo, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích thông qua cái kịch bản của một buổi video cuối tuần. Trong mỗi phần, thứ nhất là về phần tổng quan về VN Index, thì bản chất anh chị mình thấy là trong một cái ngày hôm qua vào buổi tối bắt đầu xuất hiện một số yếu tố thông tin xấu về một số cái doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, cũng như anh chị mình đã biết là một số yếu tố thông tin về một cái tập đoàn Apex anh chị ha. Ví dụ tập đoàn Apex này, thì bản chất một số yếu tố thông tin tập đoàn Apex này thì khi mà nó xuất hiện trở lại á, thì nhiều anh chị nhà đầu tư mình thấy á, nó là một yếu tố thông tin mà nó tác động không phải là tích cực lắm đến thị trường chứng khoán Việt Nam anh chị nha. Đấy, đó là một số yếu tố thông tin về việc là thao túng chứng khoán với ba cổ phiếu ABI, EDG và ABS. Đây là một thông tin chính thống anh chị nha, và không ít thì nhiều em biết anh chị mình cũng đã đọc rồi. Thì liệu với một cái thông tin tiêu cực này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến VN Index trong một cái tuần vận động tiếp theo, cũng như là nhiều anh chị mình đang lo lắng là gì khi mà mình đầu tư thị trường á, thì mình không biết là liệu tin xấu này ra thị trường sẽ phản ứng như thế nào. Thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình cái cách để mà mình đánh giá thông tin xấu hoặc kể như là thông tin tốt luôn theo yếu tố về xu hướng dòng tiền. Tại vì bản chất anh chị, thông tin tin tức nó chỉ là những cái công cụ để tổ chức họ vận hành giá. Mọi người lưu ý á, mà nếu mà trong quá trình mà anh chị mình đầu tư mình không có được cho mình một cái hệ thống khách hàng hỗ trợ anh chị mình đủ tốt, mình thiếu đi một cái phương pháp để mình đánh giá về cái độ hiểu nghiệm hoặc là một cái độ miễn nhiễm của thông tin, thì anh chị mình sẽ rất dễ xuất hiện bởi những cái bẫy, gọi là bẫy thông tin trên thị trường chứng khoán. Tại vì đầu tư chứng khoán anh chị thì quanh năm suốt tháng, không hôm nay thì ngày mai, không tuần này thì tuần sau, không tháng này thì tháng tới, lúc nào cũng có thông tin xung quanh cái quá trình mà anh chị mình đầu tư mua bán cổ phiếu, thì mình phải có cho mình một cái hệ thống để mình đánh giá. Thì trong buổi video này sẽ hướng dẫn cho anh chị mình cách mà để mình đánh giá thông tin. Còn nếu như mà nhiều anh chị mình đã theo dõi video của em á, thì mình cũng đã biết được cái cách mà em đánh giá thông tin từ xưa đến nay, nó chỉ có một phương pháp thôi chị, là theo cái xu hướng về dòng tiền đó. Cũng như cái phần số 2 là cái phần mà sẽ đánh giá với chị mình về những cái vận động của các dòng cổ phiếu. Thì bản chất giai đoạn này là cái giai đoạn mà cá nhân em mình vẫn cầm nắm cổ phiếu, mình vẫn cầm nắm cổ phiếu chứ không phải là mình lên mình hô hào thị trường đỉnh mình đi bán hết anh chị nha. Em vẫn đánh giá thị trường này là thị trường của cơ hội, và nếu thị trường nó có rung lắc, nó có điều chỉnh, thì nó vẫn là những cái cơ hội để anh chị mình chọn lọc được những cổ phiếu mạnh. Và cái danh mục của anh chị nhau tới mình thì bản chất anh chị mình tham gia ở đoạn này, mình phải tập trung mình tối đa hóa là gì, mình phải tập trung mình đánh và mình cầm nắm được những cổ phiếu mạnh. Những cổ phiếu mạnh là những cổ phiếu có dòng tiền xu hướng tăng và đã vượt đỉnh ngắn hạn, lưu ý nha. Đấy, cho nên những cái điểm mua chuẩn thì anh chị mình yên tâm cầm nắm, tại vì điểm mua nó sẽ quyết định đến cái điểm bán. Thì đó cũng là cái phần về cổ phiếu em sẽ trao đổi trực tiếp với chị nhau tới mình trong buổi video này. Và cái phần đầu tiên khi mà chúng ta đánh giá với chị mình về cái vận động của thị trường chung á, thì chị mình cũng biết là một số yếu tố thông tin về cái tập đoàn Apex ấy bị rơi vào trạng thái là thanh tra về việc là thao túng cổ phiếu, thao túng chứng khoán. Thì ở một góc độ nào đó chị nha, với những yếu tố thông tin liên quan đến việc thao túng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán á, và nhiều anh chị mình cũng biết á, em là một người mà mình đánh theo yếu tố về cung cầu, đánh theo yếu tố về cung cầu, cho nên là mình rất ít khi mình hướng dẫn với chị mình những cổ phiếu hoặc là những cái cơ hội mua với những mã cổ phiếu dù như là ABS nè hoặc là ABI, tại vì đây là những cổ phiếu mà nó mang cái yếu tố gì, yếu tố đầu cơ nó rất là cao. Mà đôi khi mình không hiểu được cái tính cách cũng như là cái sự vận động cung cầu của những cổ phiếu này á, thì tốt nhất là em không bao giờ hướng dẫn cho anh chị mình, tại vì bản thân mình còn không kiểm soát được với những cái điểm mua hoặc là cái yếu tố về dòng tiền của những cổ phiếu này, thì làm sao mà mình dám kiến nghị cho anh chị mình. Cho nên em chỉ phân tích ở những cái cổ phiếu mà nó mang cái góc độ là mình am hiểu và mình nó kiểm soát được với những điểm mua của mình. Nếu như mình sai thì mình sẽ cắt lỗ ở đâu. Cho nên đây thuộc dạng là những cổ phiếu mà nó mang tính đầu cơ nó cao anh chị nha, nó mang cái yếu tố mà nó điều tiết giá nó lớn. Đấy, mình lưu ý nha. Cho nên với một số cái yếu tố thông tin mà nó bị gọi là gì, bị thao túng chứng khoán á, thì em đánh giá đây cũng là một thông tin không phải là xấu. Bản chất đối với cá nhân em nha, mình đánh giá đây là một thông tin mà nó sẽ giúp cho thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta nó mang cái yếu tố minh bạch nó sẽ cao hơn. Đấy, nó loại bỏ đi bớt đi những cái con sâu không có thể nào mà làm sầu được một cái nồi canh. Mình lưu ý nha. Đấy, cho nên đánh giá một góc độ nào đó thì đây là một thông tin sẽ mang cái góc độ về tích cực cho thị trường chứng khoán trong thời điểm chung và dài hạn, giúp thị trường chúng ta trong sạch hơn gì và minh bạch hơn, đúng không? Đấy, không còn những cái việc mà về thao túng cổ phiếu nữa, không phải những cái đội nhóm hô hào những cổ phiếu nữa. Mình lưu ý nha, mà chúng ta sẽ chuẩn theo một cái phương pháp là mình đầu tư thị trường chứng khoán theo tố cung cầu dòng tiền, mình đánh giá được hành vi của tổ chức theo dòng tiền, thì anh chị mình đầu tư nó bài bản hơn, anh chị mình đầu tư nó chuyên nghiệp hơn anh chị nha. Đấy, cũng như là bản chất anh chị mình nhìn một số cổ phiếu, ví dụ như anh chị mình nhìn một cổ phiếu của ABI đi,
Thì khi mà mình nhìn qua một số cổ phiếu như ABI ấy, thì mình cũng biết á, thanh khoản một ngày đâu có nhiều anh chị. Bản chất những cổ phiếu này là những cổ phiếu mà nó sẽ không có những sự ảnh hưởng quá nhiều đến những cái điểm số chung của thị trường, ví dụ như ABS này gì cũng như thế, hoặc thậm chí là cổ phiếu lớn luôn là IDG này, thì nó cũng tương tự như vậy. Những cổ phiếu này nó không có một cái sự tổng hợp quá lớn trong tổng hệ điểm số chung của thị trường, và đa phần nó đều niêm yết ở sàn Hà Nội anh chị nhé. Cho nên về bản chất mà nó tác động thì thị trường chung của chúng ta ấy, nó sẽ không tác động về cái yếu tố, về cái mặt, về góc độ, về sự tương quan về điểm số, anh chị mình lưu ý á. Đấy, còn xét ở một góc độ về gì, về yếu tố về thông tin đi, thì anh chị mình thấy một số cổ phiếu như ETC á, thì anh chị mình nếu như mà anh chị mình đã có được một hay một số cái thông tin mà tin đồn anh chị nha, hay rumor ấy, thì bản chất anh chị mình thấy á, những cổ phiếu như EDC á, khi mà anh chị mình nhìn vào yếu tố cung cầu nè, thì đã xuất hiện trong phiên hôm thứ hai rồi anh chị. Hôm thứ hai thì nhiều cái yếu tố thông tin đã được lan truyền đó, mình lưu ý nha. Cho nên với những cổ phiếu này trong ngày mà 19 tháng 6 á, thì anh chị mình thấy đây là một cái cổ phiếu mà nó xuất hiện một cái phiên mở gấp đâu, áp lực bán lớn, biên độ lớn và khối lượng lớn. Thì bản chất một cổ phiếu mà nó bị xuất hiện áp lực bán lớn như thế này á, thì thường là yếu tố dòng tiền của tổ chức họ bán ra chị nha. Đấy, mình lưu ý cho kỹ nha, tại vì một cái lượng cung lớn như thị trường mà nó bán ra ấy, thường chỉ là lượng cung tổ chức thôi. Cho nên với cá nhân em mình rất là e ngại với những cái cổ phiếu mà nó vận động biên độ lớn và khối lượng lớn. Còn những cổ phiếu mà vận động biên độ hẹp nè, khối lượng thấp nè, thì đơn giản là dòng tiền tổ chức họ không bán ra, thì đó là an toàn anh chị. Đấy, không có những cổ phiếu như IDT như thế này á, thì mình nhìn vào yếu tố cung cầu thôi là mình đã biết là à, con này doanh nghiệp nó đang có chuyện gì đó nó không ổn. Thì bây giờ vào thứ sáu ngày hôm qua thì bắt đầu nó ra một số yếu tố thông tin là ở truyền thông media gì đây, tin chính thống về yếu tố mà thao túng chứng khoán anh chị nha. Máy danh tin mà anh chị mình nhìn vào cung cầu mình đã đều biết hết, dù nhìn vào AMS nè cũng tương tự, là phiên áp lực bán lớn, là biên độ lớn, khối lượng lớn nè, ABI nè. Đấy, hoặc hồi xưa anh chị mình thấy có cổ phiếu của KBC á, như bạn đang chia sẻ với chị nhau tôi mình á, ví dụ anh chị thấy nè, đây là cái phiên mà thị trường đang rất ổn, nhưng mà chắc con này bị bán tháo chị, đây phiên bị bán tháo nè, biên độ lớn, khối lượng lớn trong cái ngày gì, ngày 17 tháng 8 nè. Đấy, nhưng mà chắc đây cái phiên có lượng lớn á, nhiều anh chị nhà đầu tư mình á, mình không hiểu về yếu tố cung cầu á, thì mình nghĩ là những con này nó bình thường. Nhưng với cá nhân em, một cổ phiếu mà bị bán khối lượng lớn á, thì mình phải đặt một cái dấu nghi vấn. Nghi vấn là ai trong lúc cổ phiếu đang ổn như thế này, hay là người đang bán ra. Đấy, mình lưu ý ha, thì đó mình phải cẩn trọng nhiều hơn đó. Và bản chất sau đó khoảng đâu đấy khoảng 2 tuần sau, khi mà cổ phiếu nó rơi rồi thì bắt đầu anh nhớ không nhầm là rơi vào khoảng đâu đấy đầu tháng 8, đầu tháng 9 anh chị nha. Và điểm đầu tháng 9 á thì nó mới bắt đầu xuất hiện một số cái thông tin về việc là những cổ phiếu như KBC á, nó bị tra soát về cái lợi nhuận sau thuế. Tại vì hồi xưa ấy, nó có mua một cái công ty con, công ty này sở hữu một cái miếng đất rất là tiềm năng. Hồi xưa nó đâu đấy khoảng 200 tỷ anh chị. Đó, em không nhầm là 200 tỷ, nhưng sau này khi mà nó theo cái mức giá của thị trường á, thì cái miếng đất này nó lên tới khoảng 2.000 tỷ. Thì KBC nó hạch toán cái miếng đất này vào cái lợi nhuận sau thuế. Nhưng mà khi mà kiểm kiểm toán gì họ tra xét lại thì không có đồng ý trong cái việc mà KBC nó gộp cái miếng đất này, cái tài sản này vào cái phần lợi nhuận sau thuế trong sự tăng trưởng, sự gia tăng, mình lưu ý nha. Cho nên khi mà nó kiểm tra lại thì nó bỏ ra cái phần 2.000 tỷ này, thì nó làm cho cái lợi nhuận sau thuế trong cái quý này là quý mấy, trong này là quý 3 đúng không đó. Trong cái quý 3 của KBC đó, nó giảm đột biến luôn chị, nó giảm, nó có cái sự sụt giảm bất ngờ luôn đó, sự giảm mà nó sự mà khi mà nó biến động như thế thì bản chất anh chị mình nhìn về tốt cung cầu á, tổ chức họ đã bán ra trước đây nè đó. Cho nên chị phải tập trung về tố cung cầu, cung cầu nó thể hiện cho cái hành vi của tổ chức, mình lưu ý nha. Đấy, cho nên đó là những yếu tố rất là quan trọng, nên gì mình nhìn vào EDC thì bản chất cái thông tin này nó ra nó không bất ngờ, nó chỉ là gì phù hợp thôi, nó chỉ là đúng thời điểm chứ nó không mấy yếu tố bất ngờ nó cao chị nha. Đấy, cho nên đa phần anh chị mình cũng biết rồi đó. Còn những con này ví dụ chị thấy sau điểm giảm là có điểm hồi cho chị mình cơ cấu nó, biên độ lớn, lượng lớn nè, có điểm hồi phục trở lại nè, thì đôi khi nha, đôi khi ví dụ như trong tuần sau thì bản chất con này mở phiên là khả năng sàn là cao, nhưng mà chắc nó sàn thì nó cũng test về đây thôi, nó test về đây rồi gì, test về cái đáy làm gì, đây cái đáy của nó này đó, đây là đáy quanh cái vùng 11.75 là khi nó hồi phục trở lại nè thì test là đáy nè, mình lưu ý á. Đấy, cho nên bản chất đó là yếu tố thông tin đơn giản nhất mà em đánh giá với chị mình về một cổ phiếu mà bản chất nó sẽ không có một cái mối tương quan nhiều đến tổng thể những cái điểm số chung của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đấy, cái yếu tố tiếp theo mà em mong muốn là anh chị mình hiểu á, mà em muốn dẫn cho chị mình thêm về cái cách mà mình đánh giá thông tin theo xu hướng á, thì chị mình nhìn trở lại thị trường chung. Nhiều anh chị mình lo ngại là nó ảnh hưởng đến thị trường đó anh chị, thì em sẽ đánh giá với chị một cách cặn kẽ hơn để anh chị mình hiểu hơn, và mình có thể lấy bút bút ra mình ghi lại cái buổi video ngày hôm nay để làm gì, để sau này khi mà tin tức có xuất hiện, kể cả một những thông tin mang sự ảnh hưởng cực kỳ lớn này, thì anh chị mình cũng biết là mình sẽ đánh giá như thế nào. Tại vì em là một người mà mình đã từng trải qua rất nhiều những cái sự kiện biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là trong năm 2022 và trước đó là những thời điểm năm 2020, năm 2021, thì lúc nào thị trường có tin tức anh chị, mà mình đầu tư thị trường chứng khoán mà mình cứ sợ tin này sợ tin kia thì thôi anh chị mình đi gửi tiền ngân hàng đi cho nó an toàn, mình lưu ý nha. Và đôi khi mà mình gửi tiền ngân hàng nó còn bị cái yếu tố rủi ro về lạm phát nè, còn bị cái yếu tố rủi ro như là năm ngoái là ngày ngân hàng
ngân hàng SNB ấy chị, đấy, còn bị một số yếu tố rủi ro như thế. Tại vì bản chất gửi ngân hàng cũng không mang độ an toàn nó cao, mình lưu ý cho kỹ nha. Cho nên lúc nào cũng thế, đầu tư là phải chấp nhận mức rủi ro. Và khi mà xuất hiện cái biến động về thông tin, cái quan trọng là hệ thống phương pháp của chị mình sẽ đánh giá thông tin này như thế nào. Với cá nhân em, kể cả tin tốt hay là tin xấu em không quan trọng, tại vì thông tin chỉ là cái công cụ để tổ chức vận hành giá thôi. Cái quan trọng khi mà thông tin bất ngờ nó ra ấy, thì anh chị mình chỉ cần phải trả lời được là gì, điều mình phải trả lời được nè là một cái đây chị sẽ làm một cái cách đánh giá thông tin với anh chị nhà đầu tư ha. Đấy, thì chị phải trả lời được đầu tiên là thị trường chúng ta đang ở xu hướng nào, kể cả tin xấu kể cả tin tốt. Thì bản chất anh chị mình thấy thị trường chứng khoán Việt Nam ở hiện tại từ giai đoạn cùng đáy là cuối tháng 4 đến hiện tại, thì bản chất anh chị mình thấy không, thị trường chúng ta đang là cái xu hướng tăng, xu hướng này xu hướng tăng anh chị nha. Tại vì đáy sau cao đáy trước nè, đáy sau cao đáy trước nè, đỉnh sau nè cao đỉnh trước nè, thì không có ai nói đáy sau cao đáy trước là một xu hướng giảm cả. Thì đây chính là một cái xu hướng tăng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì chị mình lưu ý một điều là gì, trong một cái xu hướng tăng á thì thị trường sẽ miễn nhiễm với những tin xấu và nó sẽ hiểu nghiệm với những tin tốt. Ví dụ tin tốt mà ra là thị trường sẽ tăng, mà đôi khi xuất hiện tin xấu á chưa chắc thị trường đã giảm. Đó là vì dường trong một cái xu hướng tăng mà anh chị phải trả lời được. Cho nên cái đầu tiên là gì, xu hướng vn index đó hiện tại đang xu hướng tăng anh chị ha. Yếu tố tiếp theo, yếu tố thứ hai mà anh chị biết tại sao là xu hướng tăng là một xu hướng mà nó miễn nhiễm với tin xấu không? Tại vì để một thị trường mà nó có được trong một cái xu hướng tăng á, thì bản chất một xu hướng tăng là một xu hướng được hình thành từ dòng tiền của tổ chức. Thì dòng tiền của tổ chức họ đổ tiền vào đẩy giá thì thị trường nó mới hình thành cái xu hướng tăng anh chị, chứ không phải đơn thuần là xu hướng tăng là nó tăng. Mà phải coi tôi về cung cầu, lượng cầu lúc nào cũng lớn, lượng cung cầu lớn hơn cung thì giá cổ phiếu tăng, đó là như thế. Và cái dòng tiền tổ chức họ đang còn nằm bên trong cổ phiếu nè, họ đang còn nằm bên trong thị trường chung nè, thì khi mà có xuất hiện yếu tố thông tin bất ngờ như ngày hôm qua đi thì bản chất là gì, tổ chức họ cũng bất ngờ, tổ chức họ cũng không có lường trước được. Và đây là một cái doanh nghiệp, thực sự là doanh nghiệp nó nhỏ trong cái tổng quy mô của thị trường chứng khoán chứ nó cũng chả phải là một thông tin nào đó nó quá lớn để nó tác động đến toàn nền kinh tế của Việt Nam, toàn nền kinh tế của thế giới. Anh chị mình lưu ý á, nó chỉ là một cái hạt cát trên sa mạc thôi anh chị. Đấy, cho nó một góc độ nào đó thì mình thấy là xu hướng tăng của thị trường, thì chị mình yên tâm hơn về cái việc thông tin bất ngờ nó ra, kể cả thông tin xấu ấy nó sẽ được miễn nhiễm. Tại vì là dòng tiền của tổ chức họ vẫn còn nằm bên trong cổ phiếu. Bây giờ tin xấu có ra thì tổ chức còn có phân phối được đâu anh chị, họ có bán được ra đâu anh chị. Mà thậm chí khi mà cổ phiếu nó giảm á, tổ chức chính là những người sẽ thua lỗ nặng nhất. Mình lưu ý á, cho nên những cổ phiếu mà anh chị mình cầm nắm á, bắt buộc là mình phải cầm những cổ phiếu hiện tại á, là phải đang có những cổ phiếu trong xu hướng tăng. Ví dụ em nói chị mình VCI đấy, nhưng bây giờ anh chị mình cầm những cổ phiếu á là bắt buộc phải cầm những cổ phiếu trong xu hướng tăng anh chị đó. Tại những cổ phiếu này như VCA đang có dòng tiền tổ chức bên trong cổ phiếu nè, dòng tiền đi vào nè. Ví dụ đây những cái phiên mà dòng tiền tổ chức là đổ tiền vào đánh nè, thì bây giờ mà tin xấu nó ra tổ chức còn làm sao họ bán được gì, làm sao họ bán được. Tôi ví dụ như em đi, ví dụ như em trong rơm mèo bán hàng đi, thì bản chất bây giờ mà cùng lắm nha, cùng lắm thứ hai mà xấu nhất đi mọi thứ đi, mình bán sàn ở đây mình vẫn còn lại 7%, mình đút tiền vào túi mình đi về vẫn còn lại anh chị. Còn mình tại vì cái lượng hàng của mình dù mình cầm 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ á, quý vị anh chị mình bán chốt lại được cổ phiếu nó cực kỳ thoải mái. Còn tổ chức trước đó là gì, họ gom rất là lớn cái lượng hàng, ví dụ đây là mô hình 3 tỷ giá là họ gom hàng nè, họ gom hàng vùng giá cao nè, họ gom hàng vùng giá cao nè, đổ tiền vào đẩy giá nè. Cái lượng hàng bên trong tổ chức còn đang cầm nó rất là nhiều, dòng tiền đổ vào đánh nè, thì bây giờ tổ chức họ bán ra phân phối ra thì cái biên cổ phiếu làm gì có lực cầu mà đỡ, nên có cầu mà nó đối ứng lên gì thì nó rơi liên tục luôn á. Lưu ý thì tổ chức chính là những người thua lỗ nặng nhất. Cho nên cái quan trọng nhất là xu hướng nó cực kỳ quan trọng mà lưu ý nha. Đấy, tại vì xu hướng nó hiện chưa tới dòng tiền đó, đó là cái câu trả lời thứ nhất mà chị phải trả lời được, xu hướng thị trường đang ở trong cái xu hướng nào. Đấy, lưu ý nha, và hướng dẫn cho chị mình cực kỳ cặn kẽ. Cái thứ hai á mà anh chị phải trả lời được á là gì, với những cái vị thế mua của anh chị mình là bao nhiêu, cái danh mục anh chị mình là đang cầm nắm cổ phiếu nào, thì đó là điều quan trọng anh chị. Đấy, ví dụ bây giờ bạn chấp chung rồi mày có thì bên em đi, mình cầm những cổ phiếu mạnh, những cổ phiếu một dạng là cái dòng mà sóng dòng chứng khoán thuộc dạng nó mạnh nhất thị trường, những cổ phiếu ví dụ như là BVD bản chất mình còn lãi, những cổ phiếu ví dụ DIG mình mua trong tuần trước hiện tại đang lại 7%, những cổ phiếu có dòng tiền, ví dụ để nói chị mình về DIG đi, một cổ phiếu nó đúng một cái điểm mua là gì, có hình rũ anh rũ bỏ này kia về khoản này, dòng tiền đi vào này, chỉ là một cái viên dòng tiền đi vào này, thì bản chất có những viên dòng tiền này á tổ chức họ đổ tiền vào đánh á, thì giờ cho cổ phiếu nó có rơi nó có sàn thì em chấp nhận mình bán hòa vốn, hòa vốn là xong anh chị. Còn tổ chức họ mua đổ tiền vào đánh thì họ còn kẹp lượng hàng rất là lớn, mọi người lưu ý nha. Đấy, thì còn không thể nào mà thoát ra được, cho nên cái xu hướng tăng là cái xu hướng rất cực kỳ quan trọng. Đó, cái danh mục của chị mình cũng đang cầm nắm cổ phiếu này, thì đó là mình phải trả lời gì nha. Cái quan trọng nhất là đây nè, cái xu hướng thị trường nè, cũng như là gì, danh mục mình nắm ở nào nè, đấy danh mục ở nào nè, đó điểm mua mình bao nhiêu anh chị, điểm mua bao nhiêu, đó là cái điều quan trọng mà mình phải trả lời được, chứ mình đừng có quan trọng việc thông tin. Đấy, và anh sẽ lấy cho anh chị mình về một số cái ví dụ trong quá khứ để anh chị mình cùng thấy cái gì, cái xu hướng nó quan trọng ra sao anh chị nha. Thì đầu tiên mình nhìn lại giúp em là cái xu hướng tăng của thị trường trong cái thời điểm nào, trong cái thời điểm mà năm 2020
Ví dụ bạn chắc là như thế, đây phải là xu hướng tăng, cái này nói đây xu hướng giảm đâu, đây sao gần đấy trước nè, nhà nhà người người sinh lãi rất là tốt nè, và nhìn thấy trong một tháng vừa qua không? Hai tháng vừa qua đi, nhà nhà người người đều sinh lãi rất tốt nè, tài khoản anh chị mình cũng có những cổ phiếu chống lãi liên tục đúng không? Tháng thì đó là một cái xu hướng tăng, mình đầu tư mới có lãi chứ, còn xu hướng giảm như năm 2022 đố ai mà mua có lãi được, ai mua có lãi được thì xin chúc mừng luôn, là một thằng khánh luôn, mình đánh rất hay mới có lãi được trong năm 2022 á, lưu ý nha. Đấy, giờ thì có xu hướng tăng nó mới giúp chị mình có lãi thôi. Và bạn cho mình thấy là trong cái thời điểm của năm 2020 thì với một cái phiên nào thì mình lưu ý giúp em là cái ngày bao nhiêu, ngày 2 tháng 10 thì đây là cái ngày 2 tháng 10 gì, là cái ngày mà nó xuất hiện một yếu tố thông tin cực kỳ bất ngờ, nó ảnh hưởng đến toàn nền kinh tế thế giới chứ không phải là ảnh hưởng đến Việt Nam không anh chị. Đấy mà thông tin này chị mình nghe thôi là mình đã bị sang chấn luôn, là mình đã choáng váng luôn. Mình lưu ý nha, tại vì cái thời điểm năm 2020 anh chị mình còn nhớ là thời điểm mà cực kỳ nhạy cảm bởi một số thông tin về dịch bệnh Covid. Và cái ngày 20 tháng 10 phải không? Thì nói nhà mày đây. Ngày 2 tháng 10 là ngày mà ông Donald Trump á chị, ông bị nhiễm Covid anh chị nha. Đấy, ông Trump mà nhiễm Covid thì chị mình cũng biết rồi. Là một trong những mà chủ tịch mà vĩ đại, một chủ tịch lớn của một cái đất nước cường quốc như là Hoa Kỳ đi chị ha. Đấy, mà ông xuất hiện cái thông tin cực kỳ nhạy cảm là bị nhiễm Covid. Nên chị thấy không? Đây là ngày 3 tháng 10 nè. Đấy, ngày 3 tháng 10 nè, và trước đó ngày 2 tháng 10 ông đã bị nhiễm rồi. Đó, lưu ý nha. Thì bản chất trong một cái số yếu tố thông tin như thế thì nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Ta nói là hầu như nhau nhầm là cái thông tin này ra vào buổi trưa anh chị. Nó ra vào buổi trưa lúc khoảng hơn 12 giờ. Thì buổi sáng thị trường mình vẫn giao dịch rất là bình thường. Nhưng mà buổi trưa vừa ra xong nói là vừa mở phiên chiều thôi. Em nhớ không nhầm buổi đó buổi trưa là em đang đi ăn cơm. Nhận không dưới 10 cuộc gọi là có bán cổ phiếu không em. Tin này xấu quá, ảnh hưởng lớn quá. Thậm chí anh chị mình nhìn qua Dow Jones á, cái ngày hôm đó ấy, nó giảm còn kinh hoàng, giảm như 700-800 điểm. Nikkei của Nhật Bản giảm 3-4%. Toàn thị trường tài chính thế giới đều bị ảnh hưởng, chứ không phải riêng biệt gì một cái doanh nghiệp như là APEC mà chị mình lo lắng, mình lưu ý ha. Đấy, cho nên với cái thông tin này thì bản thân em mình vẫn áp dụng cái phương pháp cũ thôi. Mình hỏi, mình giúp anh chị mình trả lời là gì? Buổi trưa đó mình làm các bài nhận định xu hướng thị trường là xu hướng gì. Bản chất anh chị thấy xu hướng thị trường trước đó là một cái xu hướng tăng, là một xu hướng đã có dòng tiền của tổ chức họ đổ tiền vào đánh. Thì với một cái yếu tố thông tin bất ngờ này, tổ chức họ không bán ra, họ không bán ra gì. Thì với thông tin xấu này nó chỉ ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư mình thôi, ảnh hưởng tâm lý anh chị mình trong ngắn hạn. Và đầu phiên chiều đó hầu như là cái biên cổ phiếu nó giảm sàn luôn, nhiều cổ phiếu giảm sàn gì ra là xuất hiện những lệnh bán tháo mà kê lớn kê dày luôn. Đấy, thì vì đó sự hoảng loạn của nhà đầu tư cá nhân, chứ tổ chức mà đâu có hoảng loạn gì, tại họ họ chính là những người mà họ chủ động được trong cái cuộc chơi này mà. Đấy, cho nên trong quá trình mà anh chị mình đầu tư thì mình thấy gì, 70% là những cái sự tham gia từ những cái dòng tiền tổ chức, những dòng tiền lớn, những dòng tiền cá mập trên thị trường. Đấy, 30% còn lại là những sự tham gia của những chị nhà đầu tư cá nhân. Thì ở bất kỳ một bộ môn cũng vậy, khi mà dòng tiền nào lớn hơn á thì đó chính là dòng tiền sẽ chi phối, sẽ điều tiết được cái thị trường đó. Mình lưu ý á, đấy, chứ mình chắc phải tập trung yếu tố về dòng tiền thì chị mới hy vọng là mình chiến thắng được thị trường này. Mình lưu ý, còn chị mãi mê tâm lý của đám đông nè, theo số đông á, thì chị biết là gì, số đông chỉ là cái đám đông hiệu ứng mà chị mình luôn liên tục mình có những yếu tố mình thua lỗ đó. Anh lưu ý á, chỉ có 5% cái thống kê là gì, những nhà đầu tư mình chiến thắng được thị trường và mình đút tiền được vào túi đó. Mình lưu ý, đó cho một số cái vận động trong cái thời điểm của ngày 2 tháng 10 á. Và nhìn thấy không, sau khi buổi chiều nó sàn thì đó khoảng hơn 2 giờ bắt đầu thị trường nó rút chân trở lại và sau đó tăng tiếp. Thì những thông tin về ông Donald Trump bị Covid bị lãng quên thì đó gọi là gì, trong một cái xu hướng tăng nó miễn nhiễm với những tin xấu, đó là như thế anh chị ha. Đấy đó, nên sau này đó ai còn nhớ là vì sao giá cổ phiếu tăng, ai đâu còn nhớ tin xấu, ai đâu nhắc ông Donald Trump làm cái gì. Đấy, nên quan trọng là xu hướng. Tiếp theo em sẽ đánh giá với anh chị mình về cái thời điểm cũng rất là biến động của thị trường chứng khoán toàn cầu, không phải đơn thuần người Việt Nam đâu. Em phân tích với chị mình toàn là những thông tin gọi là gì, những sự kiện biến động cả thế giới. Ví dụ anh chị mình nhìn lại cái thời điểm giai đoạn tháng 9, đây giai đoạn tháng 9 anh chị, thì mình sẽ thấy được là gì, đây là cái công yếu tố thông tin về một cái doanh nghiệp bất động sản top 2 của Trung Quốc là tập đoàn Evergrande anh chị, chứ không phải đơn thuần một tập đoàn APEC đâu anh chị nhé. APEC thì nó quy mô vốn là bao nhiêu, một tập đoàn Evergrande là chị biết cái quy mô vốn nó là top 2 của thị trường bất động sản Trung Quốc. Thì khi mà nó bị một cái hiệu ứng về domino, về vỡ nợ, ảnh hưởng cực kỳ lớn đến thị trường toàn cầu, chứ không phải đơn giản là Việt Nam không đâu. Đấy, cho nên mình sẽ thấy là bản chất trước đó xuống cái dùng chung chúng ta là gì, xuống tăng, chứ đấy xuống đấy sau nè, cao đấy trước nè, là một cái xuống tăng đó. Và bản chất nó có sự miễn nhiễm, không phải là miễn nhiễm mà nó sẽ có những yếu tố về nó có sự phản ứng trong ngắn hạn với những cái tâm lý giao dịch của nhà đầu tư thôi. Mình lưu ý nha. Đấy, nên tôi hy vọng thấy là với yếu tố về thông tin này á, thì có thể là đầu phiên sáng 12 thì giờ nó phản ứng nó đỏ, ai coi là thứ ba nó lại tăng là bình thường ấy chị, mình đừng có quá lo lắng, mình lưu ý kỹ đó. Cho nên tôi phản ứng ảnh hưởng với chị mình trong cái xu hướng tăng đó, chỉ là ảnh hưởng tâm lý của nhà đầu tư cá nhân. Hay còn mình chấp dòng tiền tổ chức còn nằm bên trong cổ phiếu mà mình đánh theo dòng tiền, ví dụ chị mình mua vì lý do gì thì mình bán vì lý do đó, vì lý do đó chứ em chả quan trọng là thông tin xấu hay thông tin tốt đó chị. Đấy, bây giờ mà chị mình còn đánh theo thông tin đó, là một cái phương pháp thuộc diện là già cỗi,
trên thị trường chứng khoán gì chỉ dành cho những nhà đầu tư mà thế hệ 7x 8x thôi đấy. Một số cái vận động anh chị mình thấy nè, ví dụ bản chất anh chị mình nhìn lại đi, đây là những thông tin nó biến động là có thể nó giảm, có thể nó rung lắc, nhưng bản chất sau đó xu hướng tăng nó lại tiếp tục đi lên. Mình lưu ý cho kỹ nha, thấy một số cổ phiếu dụ DG gì không, trong cái thời điểm mà tháng 9 á, thời điểm đó cũng xuất hiện rất ít rất nhiều sự biến động của dòng bất động sản đó, nhưng mà chúng thấy đây là quá trình tái tích lũy này, và xu hướng trước đó của DG là xu hướng tăng này, và là có dòng tiền tổ chức họ đổ tiền vào đánh này. Trước khi mà để đánh lên này, thì họ phải gom hàng anh chị, đó cái nguyên lý và chu kỳ cổ phiếu mà. Gom lượng hàng lớn nè, đổ tiền vào đánh lên này, thì dòng tiền nó còn nằm bên trong nó có phân phối được đâu ấy, xuất hiện thông tin xấu mà. Có thể điều chỉnh, nó phải rung lắc về tâm lý trong ngắn hạn rồi sau đó tiếp tục một cái xu hướng tăng đi lên đấy. Đó là cái yếu tố mà mình đánh giá với chị mình, hoặc là anh chị mình nhìn lại cái thời điểm của năm 2018. Năm 2018 là trước đó thì trường chung cũng là một cái xu hướng tăng, ví dụ anh chị thấy nha, đây là một cái trend xu hướng tăng của thị trường chứng khoán Việt Nam, và nó xuất hiện một số cái thông tin gì về Dow Jones giảm 1.000 điểm đấy, Dow Jones giảm 1.000 điểm thì mình thấy là gì, đây thị trường giảm 2 cây, thị trường giảm 2 cây nó phản ứng trong ngắn hạn đó, nhưng mà sau đó cân bằng test đáy đi trở lại rồi thị trường tiếp tục lại tăng, đó cái xu hướng tăng đó là như thế anh chị ha. Đấy, có thể tác động tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn, nhưng sau đó nó sẽ tiếp tục duy trì cái xu hướng tăng trước đó của thị trường chung đó. Hoặc là anh chị mình nhìn lại một số cái dữ liệu, một số cái yếu tố thông tin về năm 2016. Năm 2016 cũng là một cái năm mà phải nói là cực kỳ biến động của thị trường tài chính toàn cầu nha, đặc biệt là trong cái ngày 9 tháng à ngày ngày mấy ta à đây này. Đặc biệt là trong ngày 24 tháng 6 năm 2016. Anh chị mình biết đây sự kiện gì không? Đây là sự kiện mà Brexit á, là anh mà yêu cầu là rời khỏi hiệp hội liên minh châu Âu á chị. Sự kiện Brexit á, đó là một sự kiện rất lớn, nó ảnh hưởng tới toàn cầu luôn. Đấy. Lưu ý á, thì một cái thông tin về Brexit tốt khi mà nó xuất hiện nè, nó tác động đến toàn nền kinh tế thế giới, nó phản ứng toàn thị trường chứng khoán thế giới. Và anh chị mình tiếp tục trả lời một câu hỏi đó, thị trường chứng khoán Việt Nam trước đó là xu hướng gì? Là xu hướng tăng anh chị. Thì có thể nó giảm, nó phản ứng trong ngắn hạn. Mở phiên sáng hôm đó là tới là buổi trưa ấy, là đa phần là anh chị mình thấy gì? Thị trường nó sàn hết luôn, sàn hết tới buổi trưa luôn. Và bắt đầu buổi chiều lúc khoảng sau 2 giờ, 1 giờ 45 và 2 giờ, bắt đầu nó có cầu vào, thị trường đỡ rút chân trở lại. Và ai bán thì mình đã bán rồi, ai cần bán mình đã bán rồi, thì dùng tiếp tục đi lên, và mở cái câu chuyện về Brexit được đi vào lãng quên. Đấy, đó cái xuống tăng lộn xuống rất quan trọng đó, cho nên á, em hướng dẫn cho anh chị mình cái phương pháp hướng dẫn chị mình đánh giá thông tin theo xu hướng dòng tiền, đó là như thế anh chị nha. Và sau này bất kể thông tin gì ra, kể cả xấu kể cả tốt, mình dựa vào dòng tiền để mình đánh giá. Còn anh chị mình nhìn là có điểm trong năm 2022 đi, nhiều anh chị mình nói năm 2022 tại sao thị trường nó rơi ghê vậy em, nó có thông tin về FLC đúng không? Đấy, nó cũng tương tự đó, nhiều anh chị mình sẽ đặt một cái ví dụ tương tự. Nhưng chị mình không hiểu một vấn đề, tức là thị trường chúng ta xuống giảm. Trước đó thị trường chung là một cái xu hướng giảm, thì khi mà nó xuất hiện thông tin về chủ tịch của FLC bị bắt á, cũng về tội thao túng cổ phiếu á, trong một xu hướng giảm thì nó sẽ gì, nó sẽ miễn nhiễm với những tin tốt. Em nhớ không nhầm là đây là cái thời điểm mà nó xuất hiện một số cái thông tin không phải điểm này, nhưng mà trong một cái xu hướng giảm là xu hướng nó sẽ miễn nhiễm với tin tốt và nó sẽ hiệu nghiệm với những tin xấu. Anh chị thấy đây cái xu hướng mà gì, trường tiếp tục khi mà tính xấu ra này, thì nó càng giảm mạnh hơn đó, nó càng giảm mạnh hơn đó chị. Hoặc anh chị thấy là bản chất đây cũng là trước đâu cái xu hướng giảm nha, mình lưu ý nè, xu hướng của trường xu hướng giảm nè, thì đây thị trường khi mà xuống đau chen đi lên nó thiếu, không có bùng nổ theo đà, thì bắt đầu khi mà nó đã có những nhịp rơi trước đó nè, bắt đầu ở đây nó xuất hiện một số thông tin gì, cái thông tin về một cái tập đoàn rất là lớn bất động sản ở miền Nam chị, về một cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát đó chị, thấy nó bị bắt đó, thì bản chất sau khi tin xấu ra là một cái hiệu ứng thị trường lại tiếp tục rơi, nghĩa là gì, trong một xu hướng giảm nó sẽ tiếp tục gì, nó hiệu nghiệm với tin xấu, tại vì đây là xu hướng giảm gì. Và em nhớ rất kỹ trong thời điểm tháng 9 này xuất hiện một thông tin rất là tích cực, chứ là gì, tăng trưởng GDP 10 mấy% em không nhớ, nhưng mà tăng trưởng GDP là cực kỳ đột biến luôn, kỷ lục trong thời điểm của quý 3 đấy, so với cùng kỳ, tại vì cái nền quý 3 trong năm 2021 là giai đoạn dịch bệnh, thì thời điểm đó cái GDP rất là thấp, cho nên cái GDP mà trong quý 3 của năm 2022 tăng trưởng cực kỳ đột biến luôn, 10 mấy% không nhầm là như 14% thì phải. Đấy, thì đó một tin cực kỳ tốt, nhưng xu hướng giảm thì nó miễn nhiễm với tốt anh chị, đó là như thế, mình lưu ý cho kỹ nha. Đó, trên cái xu hướng của thị trường chung rất quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Đấy, và anh chị mình gần đây mình lại nhớ một vấn đề gì về câu chuyện về Silicon Valley, anh chị mình còn nhớ không? Đây là cái thời điểm mà Silicon Valley này, thấy một ngân hàng của Mỹ phá sản anh chị, thì nhiều anh chị mình lại lo sợ, nhiều anh chị mình lại lo lắng, nhưng bản chất đây là cái vùng sideways của thị trường chung, thì có thể nó sẽ có những sự phản ứng đấy, nhưng quan trọng là cái cách mà thị trường phản ứng á, nó không có xấu. Thì mình lưu ý nha, thị trường sideways là thị trường mà mình sẽ cần phải đánh giá lại thông tin, nghĩa là gì, nó có thể hiệu nghiệm với tin xấu và nó cũng có thể hiệu nghiệm với tin tốt. Thì thị trường đi ngang mà chị có thể họ tận dụng tin xấu để họ rủ, để chứ họ rủ chị ra, họ rủ họ gom thêm lượng hàng,
Nhưng bản chất ở đây thấy quá trình kiệt về anh khoản người dùng chung này, không còn lượng cung bán nè, đấy, tin xấu nó ra là cũng không còn lượng cung. Bây giờ tôi chốt họ đè để làm gì nữa, thì tiếp tục nó quay đầu tăng trở lại, nhìn còn nhớ không? Đấy, nhiều anh chị mình cứ bị một cái chấp về không tin là mình cứ sợ cũng phải đi bán, sau đó quay đầu nó tăng này. Thì sau đó thì bây giờ mình nhìn, chị mình thử nhìn lại đi, có cần ai nói về câu chuyện là ngân hàng Mỹ phá sản không? Đấy, chả có ai nói về câu chuyện ngân hàng Mỹ phá sản hoặc là ngân hàng của Thụy Sĩ phá sản. Lưu ý nha, trong video ngày hôm nay cái trọng tâm là em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình cái cách để mà mình đánh giá thông tin. Đấy, khi mà nó ra thì phải có như thế nào, thì mình đầu tư thì dùng chứng khoán nó có hàng ngàn tin, hàng tỷ tin đấy, mà mình không có cho mình cái phương pháp để mình đánh giá thì mình rất dễ bị loạn chưởng đấy, ăn cũng lo mà ngủ cũng lo. Thì đó không phải đầu tư anh chị, đầu tư là phải ăn ngon phải ngủ yên, mà muốn được ăn ngon ngủ yên là phải có phương pháp đầu tư đấy. Thì mình đánh tuân thủ hay cái kỷ luật, mình có điểm mua mình mua đúng cái điều kiện mua mình mua đúng tiêu chí mua mình mua, thì không có điểm mua thì hạn chế mua đuổi, hạn chế đuổi giá chị nha. Đấy, thì đó những gì mà em chia sẻ với chị mình về cái vận động của thị trường anh chị nha. Đó, và một góc độ nào đó em thấy đây một thông tin mà giúp cho thị trường minh bạch hơn đó, giúp cho thị trường chúng ta nó càng ngày càng có được cái niềm tin nó lớn hơn từ những cái nhà đầu tư, cái chứ không phải là tin xấu gì đâu anh chị nha. Đó, và có thể bản chất trong phiên thứ hai của thị trường chung, bắt đầu phiên sáng thị trường nó phản ứng đỏ điểm là việc bình thường, anh chị mình không phải quá lo lắng. Cái quan trọng anh chị mình cần nhìn trong phiên thứ hai á là mình thứ nhất là mình xem cái biên độ vận động đỏ điểm là biên độ hẹp hay là lớn. Cái yếu tố thứ hai là mình thấy là khối lượng lớn hay là khối lượng thấp. Nếu như mà biên độ hẹp khối lượng thấp thì đó là tín hiệu an toàn, điều chỉnh tích cực, không có gì gọi là quá xấu anh chị nha. Đấy, còn nếu khối lượng lớn mình phải đánh giá lại. Mà bản chất đây dù nó test để lắp cái gap cũng là bình thường, tại vì cái nguyên lý là 80% lắp sinh cái gap mà sinh ra từ lắp lại, và cái gap này là gap nó mở vùng biên trên là gì, vùng hơi cao nha, trong cái biên độ sideways nè, mà đánh giá đây cái vùng sideways của người dùng chung nè, thì nó mở gap trong cái vùng biên trên, nó quay và nó lắp lại cái gap quanh vùng 1118 đây là bình thường luôn, nó chuẩn theo tố về cung cầu chứ chả có gì gọi là biến động xấu cả anh chị nha, mình lưu ý cho kỹ ha. Đấy, thì đó là một số yếu tố vận động của thị trường chung. Đấy, và anh chị mình sẽ nhìn lại, mình quan trọng đoạn này mình cứ tập trung một cái danh mục của anh chị mình thôi, mình đang cầm nắm cổ phiếu nào, điểm mua của anh chị mình là bao nhiêu, mình đang trồng cái cây gì và mình đang nuôi cái con nào. Ví dụ danh mục trong Robert bên em SI mình lãi hơn 30%, VCI mình lãi 14%, BBD lãi hơn 8%, DG trong ngắn hạn đang lãi khoảng 7%. Thì bản chất với những khoản lãi mình đang cầm nắm với những cổ phiếu mua tốt, với những cổ phiếu mạnh, thì anh chị mình không còn phải quá lo lắng. Mình lưu ý á, đấy, hoặc là trong room T cộng cũng thế. Ví dụ trong room T cộng của room du kích đi, thì em đang có hai mã, ví dụ như VCI lãi 4,5, 4,46%, FTN lãi hơn 4%. Thì bản chất mình đang cầm những cổ phiếu mạnh, những cổ phiếu tốt, thì chị mình cứ yên tâm mà mình cầm nắm, mình quản trị cái danh mục của mình. Mình lưu ý nha. Đấy, cho một số cái vận động tiếp theo thì em sẽ chia sẻ với chị mình á, là mình sẽ đừng có mong là mình bán ngay đỉnh thị trường chung anh chị. Ví dụ trong quá trình mà chị mình đầu tư trong khoảng một tháng vừa qua nè, nhiều anh chị mình gì mình thôn lỗi, mình cứ mong là mình bán ngay đỉnh thị trường, về thị trường quay đầu giảm. Nhưng bản chất anh chị mình thử nhìn lại đi, một cái viên check out thị trường chung nè, rất nhiều, rất tạo một cái nỗ lực chốt lại nhà đầu tư, rất nhiều chìm bán nè, rồi sau đó gì lại phải đi tìm kiếm cổ phiếu mua ở vùng giá nó cao hơn, rồi xuất hiện một cái viên check out anh chị mình lại vội vàng bán nè, rồi sau đó lại mua vùng giá cao hơn, rồi hôm thứ sáu tuần rồi xuất hiện một phiên sách ao, nhiều chị mình thôi trường tạo đỉnh thôi trường sập, rồi tiếp tục những ngày sau đó lại đi tìm kiếm cổ phiếu mua ở vùng giá cao hơn. Đấy, cho mình phải xem xét là cái này không đầu tư của mình, tại sao cứ bán xong là cổ phiếu tăng, tại bán xong là cổ phiếu tăng mà mình lại không cầm cổ phiếu tiếp đi chị. Mình lưu ý á, mình phải xem xét là cho nó kỹ đó. Còn như với chiến lược của cá nhân em á, khi bản chất cổ phiếu xuất hiện điểm bán mình sẽ bán, chứ mình không có đi đoán mò là à, khi nào thị trường tạo đỉnh, phiên đỉnh của thị trường là ở đâu, đừng đoán đỉnh thị trường để làm gì chị, mà khi vào đó là gì, mình sẽ bán sau đỉnh. Em có những chiến lược là mình sẽ bán sau đỉnh anh chị nha. Ví dụ như em lấy cho chị một cái kịch bản của thị trường trong thời điểm là gì, thời điểm của năm bao nhiêu, năm 2021. Ví dụ đây là một cái nhịp mà thị trường chạy nước rút nè, có nghĩa là gì, một thời điểm chạy nước rút rồi, thời điểm mà siêu kiếm tiền, mà em nói anh chị là bán non á cực kỳ khó mua trở lại. Bây giờ chỉ là giai đoạn mà thị trường nó đang tạo cái sự tiền đề cho một chu kỳ uptrend phía sau thôi, chứ nó chưa phải là một giai đoạn mà chạy nước rút anh chị nha. Cho nên đôi khi chị thấy bán xong á mua lại còn khó á, mà em nói nó bước vào uptrend á, nó bước vào quá trình mà chạy nước rút á, gọi là quá trình phân phối này, chị phân phối đỉnh á, là nó sẽ có một nhịp chạy nước rút siêu kiếm tiền luôn, cứ mở phiên là tăng, mở phiên là tăng, mở phiên là tăng, mà em nói chị bán non á là không bao giờ được mua lại. Mà muốn mua bắt buộc phải mua giá cực kỳ cao, mình lưu ý á. Đấy, cho nên chị phải thay đổi lại cái quan điểm, cái phương pháp đầu tư của mình cho nó phù hợp hơn với thị trường. Mà em cũng không mong mình bán ngay đỉnh đó, hay không mong mình bán ngay đỉnh đâu. Ví dụ này là những nhịp này nhà đầu tư bán nè, cứ mong ngay đỉnh nè, nhưng sau đó lại kéo tiếp gì không, kéo vượt đỉnh nè. Đừng mong bán ngay đỉnh, mà mình hãy bán sâu đỉnh. Ví dụ như khi dự xuất hiện phiên upset, đây là phiên mình bán, đây là phiên mình bán, ví dụ đây phiên bán rồi bán sàn cũng được, nó vẫn tốt hơn nhiều so với việc anh chị bán bán ở đây đúng không? Đấy, dù bán sàn đây nó vẫn tốt việc bán đây mà, đó, bán vẫn giá tốt hơn mà. Hoặc trong phiên update nè, anh chị mình cũng không còn phải quá lo lắng mà mình đi bán kháo đâu. Nghĩa là gì? Sau phiên update cái nguyên lý cũng phải có một cái phiên hồi phục. Thì phiên hồi phục này phiên mình bán, phiên hồi phục anh chị. Đó, cho nên đôi khi anh chị mình hiểu về thị trường, mình không phải quá lo, mình lưu ý nha. Đấy, chị mình đừng có sợ thị trường tạo đỉnh. Đấy, mình chỉ sợ là gì? Thị trường này á,
nó không có cơ hội cho chị mình đầu tư thôi, chứ mình đừng có sợ thị trường tàu đỉnh anh chị nhá. Ấy mình cũng đi ngồi, đừng ngồi mà đón mò đỉnh thị trường để làm gì, mình sẽ dựa cái tín hiệu, ví dụ mình tùy cơ ứng biến theo cái tín hiệu của thị trường chung để mình hành động xử lý. Ví dụ như lấy anh em phiên upset là biên độ lớn và lượng lớn này, thì đây phiên chị mình thấy mình bán, mình lưu ý á, thấy hoặc phiên ngồi phía sau là chị mình thấy mình bán được, nó vẫn rất thoải mái. Còn chị mình thấy là cứ đoán đỉnh nè, bán xong nè, rồi giá lại tiếp tục kéo nè, mình lưu ý á. Cho nên bây giờ ví dụ tuần sau mà nó phiên xuất hiện phiên tạo đỉnh đi thì em bán nó cũng vẫn được, nó đều tốt hơn so với những phiên này anh chị, đều tốt hơn so với những phiên như phiên sắc ao mà chị bán nó sớm nè, cổ phiếu vẫn còn tăng mà. Ví dụ theo như cổ phiếu như ESI nè, đấy với những cổ phiếu ESI nè, như chị thấy đây phiên phiên biên độ lớn và lượng lớn nè, đây phiên rất nhiều anh chị nhà tư sẽ bán ESI nè. Nhưng đây phiên em thấy rất là bình thường, mình không phải quá lo lắng là phiên không đây mỗi phiên áp lực bán lớn đầu tiên á, không thể nào là cái phiên tạo đỉnh được. Và chị thấy bán xong sau tiếp tục cổ phiếu nó kéo tiếp đấy, mình lưu ý á đó. Một số cổ phiếu ví dụ như nhiều lắm, như cổ phiếu VCI cũng phải cứ bán xong nè là cổ phiếu tiếp tục tăng, thì bắt buộc em muốn mua mua lại vùng giá cao mà, cho mình cứ để trường sau khi mà tạo đỉnh xong rồi mình bán cũng được, cũng chả sao đấy. Còn gì bán xong lại kéo mà, bán xong lại kéo mà đó, thì sẽ mất đi những cái vị thế cũng như cái tâm lý thì mình cực kỳ khó để mình mua trở lại. Đó là những cái vấn đề mẹ muốn chia sẻ với chị nhà tụi mình thêm về cái việc mà nhiều chị mình lo lắng là gì, thị trường tạo đỉnh. Thấy mình thấy gì hết, cứ tập trung mình vào, mình tập trung vào cổ phiếu mà mình đang nắm giữ đi. Thấy ví dụ có điểm bán thì mình hướng dẫn chị mình bán, mình đừng có quá lo. Thấy một số cổ phiếu ví dụ như tiếp em phân tích với chị về dòng dòng cổ phiếu băng và dòng cổ phiếu trụ nè. Ví dụ chị thấy hiện tại á, cái dòng trụ trong cái phiên mới dấu á, là cái dòng mà đang giữ giá, cái điểm số chung của thị trường rất là tốt anh chị nha, và em thấy một số tín hiệu rất là tích cực của dòng trụ. Thì khi mà cái dòng trụ mà đi lên á thì nó cũng làm cái động lực, nó giữ là được những điểm số chung anh chị. Đó là yếu tố thể hiện cái yếu tố gì, ý chí của nhà đầu lập họ đang muốn giữ là điểm số chung. Ví dụ chị thấy một số cổ phiếu ví dụ như là gì, trong phiên mới dấu có mà cổ phiếu của Vinamilk đi, thì chị thấy một số cổ phiếu như Vinamilk là đây một đáy á, hai đáy anh chị, thì trước đó là xu hướng giảm, đây là Vinamilk là xu hướng giảm chị nha. Thì đây quá trình downtrend của Vinamilk, một đáy này hai đáy này, thì đây là phiên gì, bùng nổ heo đà, bùng nổ heo đà của cổ phiếu đó chị, nó cho một tín hiệu kết thúc downtrend. Mình lưu ý đây là phiên kết thúc downtrend đó, với những cổ phiếu như Vinamilk rất nhiều. Một một cái tín hiệu mà để cổ phiếu nó kết thúc đi những quá trình downtrend á thì nó phải có dòng tiền của tổ chức họ đổ vào đánh này. Mà nào nó tương tự với ai, tương tự với thị trường chung của chúng ta trong cái thời điểm mà tháng 11 đó chị. Trước đó thị trường chúng ta là thị trường downtrend thì em không bao giờ em đoán đáy đâu, tương tự à, tương tự đừng đoán đỉnh, cho trong một xuống giảm thì chìm cũng đừng đoán đáy. Ví dụ nhảy nhà tôi bắt đáy này, về lỗ con nè, bắt đáy nè, về lỗ con là chịu đâu đấy, cho nên sợ luôn, tới thời điểm mà sợ mà không dám bắt đáy thì đó mới chính là đấy. Do một cái phiên mà đây là phiên đỡ cung lên nè thì mình cũng không còn mua vội đâu, thường nó sẽ có nhịp test lại nè, sau đó điểm dòng tiền hướng lên nè, đây là điểm bùng nổ heo đà của dường chung anh chị, mình luôn ý kỹ ha. Ấy trong cái ngày bao nhiêu, trong ngày mà 28 tháng 11 á thì đây phiên bùng nổ heo đà của thị trường chung, cho giúp mình tạo một cái tín hiệu là gì, gì thị trường kết thúc đi những quá trình đau chèn, thì sau đó chị mình mua đi, mua đến bây giờ cổ phiếu nào cũng ăn đó anh chị. Đó tín hiệu rất quan trọng, cho nên Vinamilk cũng như thế. Ví dụ như anh chị mình thích á thì ngày 16 còn là điểm mua, mua đây là cho chị mình nắm một năm luôn, là sau cái điểm này là không bao giờ chị mình thấy giá thấp hơn cái phiên này nữa. Mình lưu ý là đây phiên bùng nó theo đà là cho quá trình tạo đáy cổ phiếu á, chỉ ít thường sẽ lên trên nó tích lũy lại thôi, chứ ít khi mà nó giảm mất luôn cái phiên bùng nổ heo đà lắm. Mình lưu ý đó, đó là cái điểm mà nó cực kỳ an toàn cho chị mình trong trung hạn và dài hạn với những cổ phiếu như Vinamilk. Và khi những cổ phiếu trụ, những cổ phiếu lớn như Vinamilk mà nó có dòng tiền đi vào á thì thị trường nào thị trường an toàn, không có một thị trường nào mà sắp rơi sắp gãy mà dòng tiền lại đánh vào những cổ phiếu trụ để điều tiết giữ giá điểm số chung, lưu ý kỹ đấy. Một số cổ phiếu ví dụ như Masan cũng vậy nè, kỳ thanh khoản anh chị rủ nè, lên nè, rủ là kỳ thanh khoản nè, dòng tiền anh chị có sao dòng tiền nè. Một số cổ phiếu như BLG không có, BVH nè, BVH cũng tương tự anh chị nha, đây phiên cũng là phiên bùng nổ heo đà, nhưng cũng như BVH này anh chị, một đáy nè, hai đáy, ba đáy, vậy nguyên lý test đáy không, một đáy nè, hai đáy nè, ba đáy nè, nguyên lý mà khi cổ phiếu test ba đáy mà khủng dòng tiền đi vào là điểm mua đấy, nguyên sẽ nó sẽ xuất mà nó khủng vùng đáy này là không cao đấy, nhưng đây vẫn là điểm mua nhưng cổ phiếu như BVH này anh chị nha. Đó thì đó những cổ phiếu dòng trụ hoặc là BNG nè, đấy cũng có dòng tiền đi vào chị, có trình năng đáy, năng đáy, năng đáy đi lên nè, dòng tiền đi lên liên tục chị không, dòng tiền gia tăng khá tốt nhưng cổ phiếu như BNG nè. Thì bản chất những cổ phiếu này, những cổ phiếu nó sẽ giữ giá là điểm số chung của thị trường cũng như tâm lý của thị trường chung trong cái tuần sau anh chị nha. Hả, có một số cổ phiếu của dòng ngân hàng đi cũng là cái dòng xương sống của thị trường chung, thì bản chất chỉ những cổ phiếu như ACB đi, xét cái nền khá tốt đó anh chị, xét nền khá tốt nè, ví dụ đây là cổ phiếu mà gặp kháng cự nè, xét là biên độ nền nè, kiệt vẫn khoản anh chị thấy không, cho nên những cổ phiếu này ví dụ ai thích thì mình cứ khởi đánh được, mà khởi đánh được anh chị nha. Đó còn nghe mẹ cái dòng ACB này ví dụ nó cũng hơi chậm, dòng hàng nó cũng hơi chậm, cho nên mình tính mình chọn lọc hơn thôi. Bản chất có dòng tiền anh chị gặp kháng cự nè, rủ lại là kiệt vẫn khoản nè, mô hình này giống với rì á, giống với rì trong thời điểm của năm 2022 anh chị, khi mà cổ phiếu đi lên nè, nếu mình có tay cầm chị nha, đi lên gặp kháng cự nè, có nhịp rũ rồi nè, kiệt quyền khoản vậy nào, kiệt quyền khoản nè đấy, thì những điểm mà dòng tiền đi vào nè, dòng tiền đi vào là những điểm mua, lưu ý ha, cho sau kiện khoản điểm mua anh chị sao, sau kiện khoản nè, dòng tiền đi vào nè, chứ một nhịp tăng luôn luôn là một nhịp gì rũ bỏ nè, rũ bỏ kiệt thanh khoản dòng tiền đi vào đấy. Thì ACB cũng tương tự thôi, ACB trước một cái pha tăng nó có những nhịp rũ bỏ nè, cân bằng lại nè, kiệt thanh khoản nè,
thì chị hãy chờ dòng tiền đi vào vô tuần sau mà dòng tiền bùng nổ đi vào đó để mua. Có chị mình quan tâm về SCB ha. Đấy. Còn BIDV chủ yếu lình xình bùng đáy thôi. Phải chờ dòng tiền nó quyết liệt hơn. Dòng tiền của những cổ phiếu như BIDV á thì chị Nguyên quan sát là khi nào nó bứt phá thì vùng 45 nè thì đó là điểm mua. Đấy, còn bây giờ cứ để cho tự tích lũy tự tiếp đáy anh chị nha. Đó. Một số cổ phiếu liên việt có mới xấu có điểm tăng khá là tốt nhưng mà nó bùng nổ lên nó gặp ngay cái vùng kháng cự anh chị. Nó bùng nổ lên gặp ngay cái vùng mà quanh vùng biên 15.56 nè. Thì nó bị áp lực giảm ngược trở lại đó anh chị. Nó thiếu dòng tiền đi vào nó gặp kháng cự nó bị giảm là bình thường. Kháng cự là vùng sẽ kìm hãm sự tăng giá của cổ phiếu. Hoặc là một số cổ phiếu tiếp theo anh chị mình nhìn qua MBB đấy. MBB mở gap tăng này. Đấy, mở gap tăng tương đối khó chịu anh chị ha nhưng mà không đẹp về về volume này. Thì chị có thì mình nắm thôi chứ mua mới hơi khó. Đấy, trong phiên hồi xấu vừa qua có điểm mua khá là tốt cổ phiếu của VP Bank. Đầu tiên chị thấy không? Nó có cái nền. Nhưng mà nền này cũng không phải là nền đẹp lắm nha. Thực ra VP Bank á là nó thuộc vào dạng là một cổ phiếu gì trâu chậm hiểu ngút đục thôi. Dành cho những chị nào mà những cái phiên trước đó ấy, mà mình không mua được những cổ phiếu mạnh nhất á, như là dòng chứng khoán, một số cổ phiếu dòng bất động sản DIG, Nam Từ Liêm, một số cổ phiếu đầu tư công á, thì mình phải chú ý vào những con này. Bản chất nó sẽ yếu hơn so với những cổ phiếu đó là bình thường. Tại vì lên sâu rồi anh chị. Tại vì trước đó xu hướng cổ phiếu này là xuống ngắn hạn xuống giảm nè, tích lũy nền trong một xu hướng giảm nè, test một đáy liên tục nên dịch liên tục test một đáy là hai đáy anh chị nào quá trình rủ lại nè, nó có điểm hướng lên nè, nhưng mà hướng lên hơi yếu thì nó rủ là một nhịp nè, họ lên rủ lại nè, khi theo quá trình test hai đáy gì thì những cổ phiếu như VIB băng á nó test được hai đáy quanh vùng 19 nè, thì xét thứ nó cũng vùng 19 này là không cao thì nó kiệt quẹn khoản chị không rủ là kiệt quẹn khoản nè, kiệt quẹn khoản nè, dòng tiền đi vào đây điểm hướng lên tức là điểm mua sau khi kiệt khoản có dòng tiền đi vào thì những cổ phiếu VIB một cái phiên mới sau có dòng tiền vào khá tốt anh chị nha. Đấy, cho nên khi mà thị trường chung mà nó lan tỏa được dòng tiền á, những cổ phiếu nó chảy được vào nhóm VN30 nè, dòng trụ và dòng banh á, thì bản chất mình thấy thị trường này thị trường nó rất là an toàn. Mình lưu ý á, đó, một số cái vận động như VB hoặc là một số cổ phiếu như Vietcombank nè, Vietcombank nó có điều chỉnh trở lại gì, bắt đầu kiệt mạnh khoản nè, thì nó sẽ tiếp tục gì, test lại đỉnh lên gì, mình lưu đó là cái số vận động của cổ phiếu như Vietcombank. Một số cổ phiếu như Tắc Cơm thì nó vẫn trong biên tích lũy đó, nhưng cái này tiếp tục tích lũy thôi, đấy, cũng chưa có gì mới à. Một số cổ phiếu như STB gì nào, rủ kỳ thanh khoản này, dòng tiền đi vào này, đó chính là điểm mua. Đấy, cho những cổ phiếu này thì mình có lãi mình chặn lại vùng giá 30 nha, những điểm mua đã chia sẻ với chị mình rất nhiều, vùng này không còn điểm mua nữa, thì mình hạn chế mua đuổi với những cổ phiếu như STB. Đó là dòng ngân hàng, chia sẻ với chị nhiều tôi mình. Tiếp theo, em sẽ phân tích với chị mình về dòng cổ phiếu, dòng chứng khoán. Là một cái sóng dòng phải nói là cái dòng sóng dòng siêu to siêu lớn của thị trường trong năm 2023 chị ha. Đấy, và em nói chị mình đánh được cái dòng chứng khoán này trong 3 tháng vừa qua ấy, thì cái tốc độ mà sinh lãi của chị mình là thuộc dạng là lớn nhất thị trường này, lớn nhất thị trường luôn chị đó. Sóng dòng nó làm cái gì đó cực kỳ tốt cho chị mình đánh và cực kỳ dễ để cho chị mình lựa chọn. Đấy, và chị mình hãy nhớ một điều, dòng chứng khoán chính là cái dòng dẫn của thị trường trong thời gian vừa qua, mà cái nguyên lý khi mà dòng dẫn chưa chết thì thị trường sẽ chưa chết, đơn giản là như thế đó. Mình lưu ý một số hoạt động của dòng chứng khoán á, nó có tín hiệu bán, nó chỉ dụ chị mình nhìn một số cổ phiếu ví dụ như, như VCI đi, con tắp thứ sáu con tắp anh chị, con tắp rút chân lên nè, có áp lực bán đâu, không có áp lực bán thì cổ phiếu nó chưa có những điểm bán và cũng chưa có tín hiệu gì đó mà gọi là tạo đỉnh, tại vì trước đó dòng tiền nó mới đi vào chị, ví dụ dòng tiền từ nền số 3 của kỳ cung đi lên là dòng tiền mới vào nè, thì với những cổ phiếu này là gì, yên tâm cầm nắm thôi, có gì đâu mà anh chị mình lo về cái việc mình bán, mình cầm đang cầm cái dòng dẫn mà, thì anh chị mình khi mà mình cầm dòng dẫn á, ví dụ như anh chị mình trong room chủ yếu tập trung với chị mình vốn nhiều nhất là vào dòng chứng khoán, thì khi mà anh chị mình cầm dòng chứng khoán này á, anh chị mình chỉ cần trả lời một điều thôi, khi nào dòng này chết thì dòng sẽ chết. Mình lưu ý á, đó là điểm rất quan trọng. Ví dụ em phân tích với chị mình trong cái thời điểm của năm 2021 nè, ví dụ chị mình thấy dòng ngân hàng, ví dụ Techcombank nè, dòng ngân hàng chính là dòng dẫn quy dùng chung trong thời điểm của năm 2021 chị nha. Đấy, đây là quá trình tích lũy nền nè, tích lũy nền chị nha, chứ một pha lên chị thấy có điểm rũ bỏ, chứ một pha tăng luôn luôn là những nhịp rũ bỏ nè. Tiếp theo là gì, điều kiện số 2 là gì, kiệt quyền khoản, tích lũy nền nè, rũ bỏ kiệt quyền khoản nè. Tiếp tới thứ ba là gì, dòng tiền bạc thì có phải là điểm mua chị, chắc chắn là điểm mua. Đoạn này là bên em đánh tắt tay những cổ phiếu Techcombank, hay lắm thì cái nền đang khoảng được 20-30%. Thì khi mà bản chất những con này lên nè, nó có phiên áp lực bán lớn chị không? Bắt đầu những phiên áp lực bán lớn nè, có những cổ phiếu lực bán lớn nè, thì đó những quá trình nó tạo đỉnh, nó chị nó phân phối á. Thì khi mà cái dòng này mà nó bị phân phối á, thì hiểu thị trường sẽ chết, thì dòng này sẽ chết. Mình lưu ý á, dòng dòng dẫn mà nó chết á, thì thị trường sẽ đi thôi. Đó, cho nên chị đừng có quá lo lắng. Hoặc là trong thời điểm của năm 2020, những cổ phiếu ví dụ như năm 2021 này dòng băng nó còn có cổ phiếu vụ liên việt nè, những cổ phiếu liên việt gì đâu, đây gọi là quá trình gì, quá trình chạy nước rút là quá trình tạo đỉnh của cổ phiếu á chị, vùng đỉnh lúc nào cũng ra rất nhiều thông tin tốt. Em vẫn còn nhớ như in cái ngày bao nhiêu, cái ngày ở đây nè, ngày ra cái ngày 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 không nhầm là như ngày 2 tháng 6 phải, ngày 2 tháng 6 khi mà cổ phiếu tăng trần á, là buổi chiều nó ra một cái thông tin là Bầu Thủy đăng ký mua 32,5 triệu cổ phiếu chị nha. Đấy. Khi đó là phiên sau tiếp tục là một phiên trần, nhưng mà đó là cái đỉnh luôn anh chị. Sao nó miễn nghỉ ta, nhớ rất là anh chị tôi có thông tin thì mình hãy kiểm chứng lại anh chị nha. Đây là cái phiên mà em nhớ rất kỹ về cái thông tin về Bầu Thủy đăng ký mua 32,5 triệu cổ phiếu,
Đấy. Đây là anh chị thấy không, ngày 2 tháng 6 nè, 2021 nè, Bộ Hủy đăng ký mua hơn 32,5 triệu cổ phiếu của Liên Việt. À, em nhớ rất như in cái ngày này, tại vì sao? Đây là cái ngày mà có những nhà đầu tư mình, những con em mà có mua được không em? Tại vì đây là cái vùng chỉ nước rút anh chị, chỉ nước rút là gì? Là quá trình phân phối đỉnh á, là không tin tốt ra để kéo sự đu bám của nhà đầu tư phân phối cho anh chị mình á. Trong lúc mà chị mình hưng phấn vô mô muốn mua ấy, thì ai là những người sẽ bán ra cho anh chị mình thì đó là tổ chức anh chị nha. Đấy. Cho nên cái vùng nước rút là cái đoạn mà siêu kiếm tiền. Anh chị mình cầm Liên Việt trong một tuần nè, mình ăn bao nhiêu phần trăm anh chị mình nhìn lại là ăn 40% trong một tuần. 40% trong một tuần anh chị nha. Đấy. Nên đó là thời điểm siêu lợi nhuận, phân phối cực kỳ ghê. Và anh chị thấy không, khi mà những cổ phiếu mà dòng dẫn nè, dòng dẫn dòng ăn hàng nè, nó bị phân phối đỉnh nè, thì khi nó rơi nè, khi đó thời điểm anh chị mình nhìn qua cái tháng 6 năm 2021 về trường chung nè, thì trường cũng rơi anh chị. Tháng 6 năm 2021 nè. Đấy, đây là điểm nè, tháng 6 tháng 7 năm 2021 nè, khi mà dòng dẫn phân phối xong thì trường cũng rơi nè. Đó cái nguyên lý về dòng dẫn anh chị nha. Sau này chị mình áp dụng. Ví dụ hiện tại là dòng dẫn này là dòng chứng khoán, song dòng rất mạnh của thị trường dẫn dắt trong 3 tháng vừa qua, thì khi nào dòng này tạo đỉnh, em sẽ hướng dẫn chị bán sau vùng đỉnh đó. Chứ anh chị bây giờ đừng có lo về cái việc thị trường tạo đỉnh. Điều chỉnh không phải là điều anh chị mình lo, tại vì sao? Điều chỉnh xong thị trường sẽ tiếp tục lên. Điều chỉnh nó chính là cơ hội chứ không phải là rủi ro anh chị. Điều chỉnh cho một xu hướng tăng để rũ bỏ sự đu bám của nhà đầu tư, thì sau điều chỉnh là tiếp tục xuất hiện những cơ hội để mua an toàn cho tất cả anh chị mình. Đấy. Còn anh chị mình nhìn vào dòng cổ phiếu bất động sản nè, trong thời điểm của năm 2022 anh chị mình còn nhớ như in đúng không? Đấy, những câu chuyện kinh điển về dòng bất động sản, những câu chuyện mà được vẽ ra một cái miếng bánh rất hay về câu chuyện mà lấy tiền mà nhân quỹ đất anh chị, lấy tiền nhân quỹ đất ấy. Đấy. Và chị thấy đây cái dòng bất động sản, dòng dẫn của thị trường chứng khoán trong thời điểm của cuối năm 2021 đầu năm 2022 chị nha. Đấy, chị nào có trình chị nước rút nữa. Chị mình cầm con này trong một tuần 2 tuần anh chị mình ăn cả 100%, 60-70% trong vòng một tháng, trong một tháng chị mình cầm trong một tuần chị mình ăn vài cái trần 20-30% là bình thường trong vòng thời gian vừa qua hả. Nhưng bản chất là như thế nào, khi mà dòng này có những yếu tố tạo đỉnh này, phân phối đỉnh nè, một đỉnh là hồi lên tới lại hai đỉnh up top rồi như thế nào, phi up top và sau đỉnh chị mình bán. Đấy, chị mình lo gì trước đó, chị ví dụ như chị bán non bán sớm nè thì nó còn mất một cái đoạn phần trăm phía sau, thay vì đó gì mình chấp nhận mất là một phần vào bán sau đỉnh, nhưng mà mình ăn chọn được một pha tăng trước đó. Đó cái nguyên lý mà em áp dụng với tất cả những chị nhà đầu tư nào, chứ mày không có thằng bên em hả. Mình thấy khi mà cái dòng này bị phân phối đỉnh là khoảng tháng một năm 2022, thì cái thời điểm đó thị trường chúng ta cũng chỉnh lại luôn, tháng một năm 2022 chị nha, thị trường xuất hiện những biến động rất là to đây nè. Khi mà dòng nó bị phân phối đỉnh chị em, thị trường xuất hiện cũng pha giảm rất là mạnh, pha giảm rất là mạnh ở đây nè chị nha. Đó là do là gì, do là dòng dẫn nó rơi đấy. Cho mình chắc thị trường chúng ta hiện tại cũng như thế đó, cái dòng mạnh nhất là dòng chứng khoán. Chứ một số chị nào cầm dòng chứng khoán á, mình không phải quá rồi liền quá bị phân tán về tâm lý chị nha. Ví dụ như cổ phiếu như VND này cho điểm xét cao nè, VND cho điểm xét cao tại nền là gì đâu chị, thậm chí chị mua điểm này có ai về thua lỗ đâu, vẫn quanh quanh cái vùng giá vốn mà, thì những con này sẽ tiếp tục tích lũy lại. Thấy xu hướng trước đó là xu hướng tăng, một số cổ phiếu như VIX nè chị không tiếp tục tăng này, thì những con này những con mà rất là mạnh chị nha. Đó nó đang tiếp tục trong cái pha chạy nước rút của những cổ phiếu như VIX á, thì nó về là quanh cái vùng B12 đây là gặp cái điểm AR là gì, với những cổ phiếu như VIX nè, một số cổ phiếu như VDS cũng thế nè. Nhưng này thấy sau quá trình cân bằng kiệt về khoản dòng tiền đi vào thì bước vào pha chạy nước rút này, chạy rút với những cổ phiếu như VDS nè chị, hay những cổ phiếu này có tín hiệu mà chạy nước rút này chị nha. Đó, một số cổ phiếu tiếp theo dù thấy như SI nè, SI vẫn trong cái đà tăng khá tốt, thì em vẫn cầm cái phần vốn gốc trong đơn hàng. Bây giờ mua mới SI hơi khó, tại vì cái nhịp giá nó tăng nè, nhưng mà không có sự đồng thuận về volume gì đâu, có lượng giảm rồi, có lượng giảm rồi, không có sự nỗ lực tăng giá thành công đó. Thì chỉ phù hợp với chị mình cầm nắm và gồng lãi thôi, chờ bán chị như này, cầm nắm gồng lãi và chờ bán đó. Chứ bây giờ mua thì khó, đấy, tại vì khi cổ phiếu trúng điểm mua chúng ta đã mua rất nhiều trong khoảng thời gian khoảng 2-3 tháng trước, thì bây giờ là thành quả xứng đáng dành cho những nhà đầu tư can đảm đúng không? Đấy. Một số cổ phiếu VCI này cũng tương tự là điểm mua chuẩn nè, điểm mua hướng lên nè. Thì giờ chị mình cứ ngồi mình nắm thôi. Cái phiên mà cổ phiếu lưu ý trong một cái xu hướng tăng á, mà cổ phiếu điều chỉnh hoặc là giảm khối lượng gấp á, chị mình đừng có lo. Tại vì đơn giản như xu hướng tăng là dòng tiền tổ chức mà khối lượng gấp mà không bán ra thôi. Đấy. Một chiếc trả lời như vậy anh chị nha. Rồi cổ phiếu như SS cũng thế, là có lượng này có lượng khắp nè, thì mình cứ gì, tiếp tục cầm có thì cầm thôi anh chị, mua mới thì khó. Bây giờ đa phần dòng chứng khoán nó cũng không còn điểm mua. Một số cổ phiếu anh chị thấy ví dụ như MBS nè, MBS này đoạn này nó hơi yếu một chút chị nha, nhưng nó vẫn trong đà đi lên chung với sóng dòng chứng khoán thôi. Một số cổ phiếu dụ như HCM đi, HCM chị thấy không, dòng tiền nè, kỳ thanh khoản nè, dòng tiền nổ lại nè, thì với những điểm kích hoạt tăng như này thì nó sẽ mà nó tiếp tục đi lên anh chị, có gì đâu mà nó xuống, lưu ý nha. Đấy, cho những cổ phiếu từng sâu mặc dù có điều chỉnh nó cơ hội chứ mà rủi ro anh chị nha. Đấy, những cổ phiếu này chị theo thứ sáu này, vận động khối lượng thấp nè, phiên bùng nổ màn về nó vẫn giữ giá vùng giá cao mà, thì đồng nghĩa là gì, đây phiên bùng nổ thành công với những cổ phiếu như là HCM. Đấy, nó đã vượt được cái điểm AR anh chị, tích lũy trước và vượt điểm AR rồi, thì nhịp này tiếp tục đi lên thôi, mình cứ target về quanh vùng 30 với những cổ phiếu như HCM anh chị ha. Đấy, một số cổ phiếu dụ CTS là chị nào, dòng tiền nè, dòng tiền đi vào nè là tiếp tục gì, tiếp tục đã đi lên chứ không, cái dòng mạnh cái dòng dẫn nó đang đi lên, thì anh chị mình đừng có lo cái việc thị trường mà chết, thị trường mà rơi hoặc là thị trường tạo đỉnh. Đấy, khi nào mà dòng này bị phân phối đỉnh nè, dòng này rơi, dòng này chết nè, thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình, nó đang trong cái nền tảng số 3 mà đang chạy mà, nền một nè, nền hai nè,
nền 3 nè, chị thấy không? Đây giống như nền 3 đi lên mà có những cổ phiếu như là dòng chứng khoán gì, thậm chí mà ví dụ thứ hai thì nó có rơi sàn đây á thì nó cũng sẽ chưa chết ngay, nó sẽ quay về test đỉnh cho anh chị bán à, cho anh chị đừng có lo lắng đấy. Một số cổ phiếu như BSI cũng vậy nè, nó vẫn kiệt thanh khoản nè, những điểm dòng tiền đi vào nè, chỉnh lại thanh khoản gấp nè, những cổ phiếu mà tăng thanh khoản lớn chỉnh thanh khoản gấp thì đó là một cổ phiếu rất là mạnh nên chị cứ nắm thôi. Đó là tổng quan của dòng cổ phiếu của dòng chứng khoán anh chị ha, hoặc là AGR đó, phiên bùng nổ nè, hẹn về đánh tiếp một cây gần trần nữa với những cổ phiếu như AGR cực kỳ mạnh luôn chị nha. Đấy, đó là dòng chứng khoán ha, dòng tiền lớn vẫn tập trung vào dòng này rất nhiều anh chị nhé. Dòng này em hầu như em chưa thấy một cái phiên nào là phiên bán của dòng cổ phiếu dòng chứng khoán anh chị ạ. Đó, thì đó là cái dòng mạnh nhất của thị trường ở trong một thời gian gần qua. Một số cổ phiếu tiếp theo em đánh giá với chị mình về dòng cổ phiếu dòng thép ha. Dòng thép thì trong ngắn hạn cũng có dòng tiền đi vào khá tốt nè, ví dụ một số cổ phiếu ví dụ Nam Kim gì nó đủ là kỳ thanh khoản cái dòng tiền đi vào nè, dòng tiền giữ giá khá tốt nè. Cái phiên cũng phiên Tây Cộng, phiên bùng nổ về nó vẫn giữ giá được là cổ phiếu rất là mạnh gì khá là mạnh đó. Theo dùng em sẽ quan sát trong cái phiên điều chỉnh ở trong tuần sau, ví dụ những cổ phiếu Nam Kim mà test lại tốt á, em sẽ canh điểm cho chìm đánh Tây Cộng, nhưng cổ phiếu rất mạnh, xu hướng khá tốt. Một số cổ phiếu như Hòa Phát cũng vậy gì, đây điểm dòng tiền, điểm kỳ thanh khoản nè, đi lên đạt tăng kỳ thanh khoản nó không có sự nỗ lực thành công á, nhưng mà nó kích hoạt bằng một cái phiên bùng nổ nè, phiên khối lượng đột biến này nè gì thì nó đang khá là khỏe chị nha. Nhìn thấy không, những cổ phiếu trụ như VN30 như là Hòa Phát á, nó đang giữ trận khá là tốt cho thị trường, thấy đó là một tín hiệu khá khỏe. Hàng Tây Cộng, hàng về của phiên khối lượng lớn nè, nó vẫn tiếp tục đi lên, cái gì anh chị mua phiên này hàng về vẫn lại, thì đó phiên gì, phiên tăng giá thành công của những cổ phiếu như là Hòa Phát chị nha. Đó chỉ là một đây một cái firm mô hình mà hồi trước chia sẻ với chị mình, mô hình tích lũy nền tảng thẳng á, chị thấy nó giống với ai không? Nó giống với VND, giống với VND là cái điểm mua chia sẻ với chị mình trong room Tây Cộng nè, rủ nè, chứ một pha tăng một dòng tiền đi vào nè, gặp kháng cự nè, rủ nè, kỳ thanh khoản một đáy nè, hai đáy nè, điểm muốn lên là khối lượng lớn nhưng mà nó không có thành công nè, thì nó rủ là nhịp nữa kỳ thanh khoản nè, điểm bùng nổ nè. Đây điểm mua đó anh chị còn nhớ đây điểm mua không? Thì không biết có anh chị nào mình nắm còn điểm mua này đến hiện tại không, lãi khoảng 13-14%. Đấy, đó điểm đánh Tây Cộng trong room du kích á, trong ngày 7/6 mình chia sẻ với chị mình á, cho nên khi mình chìm xuống tiền mua cổ phiếu, quý vị sao mua đó, mô hình như tích lũy hình thẳng phẳng giống VND nè, khi nó bùng nổ đi lên là gặp kháng cự nè, rủ lại nhịp kỳ quanh khoảng dòng tiền đi vào thì đó là cái đà kích hoạt trong cái nhịp tăng. Đấy, với những cổ phiếu mà phát cứ bò đi lên thôi, hoa sen nó hơi yếu hơn một chút, nhưng ví dụ trong tuần sau có canh đánh canh cổ phiếu của Nam Kim, Nam Kim một là một phát em sẽ thích Nam Kim hơn, lưu ý ha. Đó, đo số vận động cổ phiếu dùng khác. Tiếp theo là cái dòng dầu khí chị, thì dòng dầu khí trong cái phiên hôm thứ sáu vừa qua ấy, thì chị thấy xuất hiện một số cái thông tin không phải là tích cực lắm xung quanh cái câu chuyện về dự án Lô Bèo Môn chị nha. Thì khi mà chị thấy á, thông tin xấu nó ra, cái cách cổ phiếu nó phản ứng á, là nó bị áp lực bán lớn này, một cái phiên áp lực bán volume lớn này. Thì với những cái phiên mà áp lực có lượng lớn này á, nói chung là cũng giảm 3% thôi chứ cũng chả có gì đó mà gọi là nó quá tiêu cực quá xấu chị, như này thôi tại biên độ lớn và lượng lớn sàn thì mới sợ chứ 3% cũng không phải gì đó mà chị mình lo lắng để mình bán hết cổ phiếu ấy. Thì thường ví dụ như em thấy một cái phiên biên độ lớn mà có lượng lớn á, thì trước tiên á em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình gì, mình chốt vào một phần cổ phiếu trước. Ví dụ trong room du kích rồi trong room khách hàng VIP anh chị, là hôm BVD á, là báo chị mình chốt trước, nó vô ra cái đây cái danh mục nè, em chốt cái phần gia tăng 23.3 thì BVD mua 3 điểm á chị, mua 21.2 nè, 2.5 nè và gia tăng 23.3 nè, thì em chốt trước cho anh chị mấy phần chốt lại 23.3 thì mình rút tiền vào túi trước cái phần này. Hay tại vì đây cái phiên mà biên độ lớn, khối lượng lớn thì cổ phiếu sẽ mất thời gian nó cân bằng lại thôi, nhìn chung nó giảm mình là quanh cái biên độ quanh vùng giá 23.3.5 đây là hỗ trợ, đây vùng biên hỗ trợ làm tích lũy của những cổ phiếu BVD nữa. Thấy dù về giảm về đây sẽ có điểm hồi trở lại thôi. Đấy, nhưng mà với phiên giảm này á thì cổ phiếu sẽ mất thời gian nó cân bằng, mất thời gian cân bằng mình phải chờ quá trình cân bằng xong á, test cung test cầu thành công á thì mình sẽ hướng dẫn với chị mình ha. Đó, ví dụ chị thấy nè, khi mà cái phiên này áp lực bán lớn này chị, phiên áp lực bán lớn này, thì nó sẽ mất thời gian nó cân bằng lại phía sau, mất thời gian cân bằng lại chị ha, thì nó mới đi lên được trở lại một cái nhịp này, thấy không, mất thời gian cân bằng nè thì nó mới đi lên được trở lại này. Đó cũng phiên áp lực bán lớn là rất là quan trọng. Bọn chị thấy một số cổ phiếu như Techcombank nè, trong một cái xu hướng tăng nè, nhưng mà bắt nó xuất hiện một cái phiên áp lực bán lớn nè, thì đó không phải là phiên tạo đỉnh đó anh chị, nhưng mà nó sẽ mất thời gian cân bằng phía sau để kiểm tra lại cung cầu này, dòng tiền đi vào mới lên tiếp anh chị thấy không, mất thời gian đấy. Nhưng vì sao mà em hướng dẫn chị mình cơ cấu là có lý do chị, tại vì biên độ lớn có lượng lớn thì bản chất gì, một cái phiên nó sẽ mang cái tính rủi ro nó sẽ cao hơn so với là cái phiên gì biên độ hẹp và khối lượng khắp anh chị nha. Đấy, tại vì khối lượng lớn có ở trong cái phiên tổ chức họ có thể hồi bán ra á, cho một số cổ phiếu BVD hướng dẫn cho anh chị mình chốt lại trước một phần với phần gia tăng, còn phần vốn gốc vẫn cầm nắm bình thường. Một số cổ phiếu như BVS cũng thế, cũng là biên độ lớn khối lượng lớn nè, thì phải nó test và lại quanh cái vùng nền anh chị nha, có thể mô hình nó rủ về cái vùng nền, dù vậy đây có nền hỗ trợ nè, quanh vùng 31 nè, đấy là nền hỗ trợ của những cổ phiếu như BVS, thì về đây sẽ có những điểm hồi phục trở lại đó, thì anh chị nào muốn bán mình hồi lên mình cầm mình bán anh chị nha. Đấy, chứ cũng được bán kháo khi nó giảm về quanh cái vùng 31. Một số cổ phiếu như BBC cũng vậy anh chị, thì nó giảm về quanh cái vùng nền mới 18 thôi, bây đây có nền là hỗ trợ cổ phiếu BBD này, hoặc là BSR đi, BSR cũng quanh cái nền mà, thì bản chất BSR cứ lăn quanh lẫn quẩn quanh vùng nền nè, hôm trước nó chỉ đánh á thì quấn quanh nền thôi, nhưng này bùng nổ lên thì có mua đánh quanh nền canh săn điểm nổ, lưu ý còn dù giảm về đây vẫn là hỗ trợ những cổ phiếu như BSR nè. Đấy, thì đó là một số cổ phiếu của dòng cổ phiếu dòng dầu khí anh chị ha. Số một cái phiên áp lực bán lớn thì sẽ mất thời gian phải cân bằng trở lại á, mình lưu ý ví dụ đây cái phiên áp lực bán lớn nè, nhìn thấy không, lượng lớn nè thì sẽ mất thời gian nó cân bằng trở lại phía sau, tích cung tích cầu kỳ thanh khoản dòng tiền bạn hướng dẫn chị mình lại cái điểm mình tính mua tôm mua mới gì ha, thì hướng dẫn chị mình điểm mua mới lại
Sau quá trình mà nó test cung test cầu thành công với những cổ phiếu như là BVD đấy, một số vận động tiếp theo em sẽ phân tích với chị mình về một số vận động của dòng bất động sản đúng không? Ai sẽ có nhiều anh chị mình sẽ lo lắng là dòng bất động sản đang như thế nào, nhưng mà chị mình lưu ý nè, trong cái tuần vừa qua ấy, dòng bất động sản là cái dòng nó xuất hiện một cái điểm dòng tiền mới đi vào là khá tốt, là khá tốt chị nha. Ví dụ anh chị mình nhìn một số cổ phiếu đầu tiên là những cổ phiếu nhà từ Lim là con phát tín hiệu đi lên vượt đỉnh đầu tiên của dòng cổ phiếu dòng bất động sản, sau đó nó mới kéo theo một cái hiệu ứng của dòng đấy, chút một cái gì đi lên nè, đây đánh chuẩn yếu tố cung cầu anh chị, nghe gì đi lên từ nào? Ví dụ quá trình tích lũy nền một đáy nè, đủ là hai đáy nè, kỳ thanh khoản nè, dòng tiền đi vào là dòng tiền đi vào đánh tăng trần vượt đỉnh nè. Thì những cổ phiếu đó trong ngắn hạn thì mình thấy có dòng tiền đi vào mà vượt được cái xu hướng đỉnh ngắn hạn của cổ phiếu á, đỉnh trước đó ấy, thì những cổ phiếu này những cổ phiếu mạnh, thì chị mình không có quá lo lắng về cái việc mà cổ phiếu nó điều chỉnh. Ví dụ như con này mà có điều chỉnh nó test là quanh cái vùng 24 á chị, vùng 24 đó chính là điểm mua chứ không phải điểm bán chị nha. Mình lưu ý á, hay test làm có đường khắp nó càng an toàn chị nha. Những cổ phiếu nhà từ Liêm đã có dòng tiền đi vào rồi vượt đỉnh trong ngắn hạn thì đó những cổ phiếu mạnh ấy. Một số cổ phiếu DG cũng vậy đó chị, những cổ phiếu kiệt quyền khoản nè, tại nền tích lũy kiệt quyền khoản nè, dòng tiền đi vào chị thấy không? Những viên dòng tiền đi vào cực kỳ uy tín, cái những cổ phiếu DG này, thì những viên dòng tiền đi vào mà vượt đỉnh thì cái xu hướng cổ phiếu đang rất là mạnh trong ngắn hạn. Bản chất một cổ phiếu muốn đi lên, muốn vượt đỉnh thì nó có dòng tiền. Quan trọng nhất là dòng tiền anh chị. Đó, những cổ phiếu rất tốt chị nha. Hoặc là một số cổ phiếu dù còn lại trong dòng này, ví dụ có đất xanh ấy, cũng tương tự như dòng tiền đi vào nè, nỗ lực tăng giá thành công nè. Sau quá trình gì? Tích lũy nền, test một đáy, hai đáy nè, ba đáy nè, kiệt quyền khoản nè, dòng tiền đi vào điểm mua. Tiếp tục lên gì ha đấy, nhưng cổ phiếu là những cái điểm mà ra vượt đỉnh rồi, với những cổ phiếu xu hướng của dòng bất động sản, những cổ phiếu mạnh. Còn những cổ phiếu ví dụ như sale nó sẽ yếu hơn, những con mà chưa vượt đỉnh thì nó sẽ thường có những sự tác động lớn hơn khi mà dù tin xấu như là EDG nó ra thì sẽ có những sự phản ứng. Lưu ý là những cổ phiếu vượt đỉnh rồi nó sẽ an toàn, quan trọng là xu hướng cổ phiếu kênh trên và xuống đi lên, xuống càng cao giá càng cao càng vượt đỉnh thì đó là một xu hướng mạnh của những cổ phiếu đấy. Thì đó tổng quan với dòng bất động sản, chia sẻ ngắn gọn với chị mình để mình hiểu một số cổ phiếu CE của mày. Xu hướng dòng tiền nó vượt được đỉnh ngắn hạn sẽ khá là mạnh. Đó. Một số tiếp theo em đánh giá với chị về dòng đầu tư công đi. Dòng đầu tư công cũng tương tự như một số cổ phiếu KB là hàng bùng nổ thì cộng về tiếp tục đánh lên cho hết đây phiên bùng nổ thành công. Với những cổ phiếu KB, những xu hướng ngắn hạn như KB là vượt đỉnh dòng tiền đi vào này, thì xu hướng vẫn rất là mạnh. Thì những cổ phiếu này cổ phiếu chị mình nên nắm lại. Chứ vì sao mà em nói chị mình đây á, tập trung danh mục cổ phiếu mạnh. Ví dụ trong danh mục anh chị mình những cổ phiếu nào trong ngắn hạn chưa vượt được cái vùng đỉnh ngắn hạn nè và không có dòng tiền đi vào thì chị mình nên cơ cấu yếu để tập trung vào những cổ phiếu mạnh. Những cổ phiếu mạnh, những cổ phiếu trong ngắn hạn rũ bỏ kỳ thanh khoản có dòng tiền đi vào đó chính là những cổ phiếu mạnh như KB này, những cổ phiếu bất động sản nè, những cổ phiếu chứng khoán nè, mình chia sẻ với chị mình nè. Đấy, lưu ý một số cổ phiếu dù tiếp theo dù chị mình nhìn qua những cổ phiếu như là như SCN đi. Nền ngắn nè. Dòng tiền đi vào chị dòng tiền hướng lên đấy, điểm mua là điểm mua test cung chia sẻ với chị mình thì hàng mình đang lãi nè. Dòng tiền đi vào tiếp tục duy trì xuống tăng cổ phiếu nè thì vẫn là những cổ phiếu khá là tốt. Đấy, hoặc là một số cổ phiếu dù VCG nè, cũng là cổ phiếu mà xuống vượt đỉnh anh chị. Đó, thêm một cái firm này khá giống với VND và Hòa Phát á. Cái gì khi mà tăng gặp kháng cự dòng tiền nè, tăng gặp kháng cự nè, rủ lại nè, kiệt quyền khoản vậy không? Rủ kiệt quyền khoản nè, tại vùng đỉnh nè, tại vùng đỉnh rủ kiệt thanh khoản dòng tiền đi vào điểm mua. Đấy, thì chị là mua mình cứ nắm thôi, lo đừng có quá lo lắng đó chị. Giữa hai cái điều chỉnh test lại một volume này khá là tích cực. Chỉ test lại điểm mua thêm anh chị nha. Đấy, thì đó là tổng quan với chị mình về dòng cổ phiếu đầu tư công, một là một số cổ phiếu HV thế anh chị. Hầu như em thấy dòng đầu tư công mà cái dòng đen vào ken vào xu hướng tăng mà vượt đỉnh mà anh chị, cái xu hướng rất là mạnh anh chị nha. Đấy, thì những cổ phiếu trong xu hướng mạnh như này chị mình không phải quá lo đó. Đó một số cái thành phần cổ phiếu đấy, và những cổ phiếu còn lại, những cổ phiếu nào mà em không có đề cập trong cái buổi video ngày hôm nay, ví dụ anh chị mình nhìn ANV, nhiều anh chị mình hỏi em là ANV mà được không em, là chị mình lưu ý nè, những cổ phiếu này không phải những cổ phiếu mạnh anh chị. Là vì sao? Ví dụ mua phải mua đúng điểm, ví dụ đây cái điểm dòng tiền em còn đánh được. Còn bản chất những cổ phiếu này chưa vượt được cái vùng đỉnh ngắn hạn nè, dù đỉnh ngắn hạn của những cổ phiếu này quanh vùng 36 nè, hiện tại còn chưa vượt được nè. Thì trong ngắn hạn chưa có ưu tiên về những cổ phiếu này. Mình đánh tập trung vào những con nào mà vượt được cái vùng đỉnh ngắn hạn á thì nó sẽ mạnh hơn. Ví dụ như cổ phiếu VCI nè. Đỉnh ngắn hạn là quanh cái vùng 35 36 á, sau nhịp rũ nền bứt phát vượt đỉnh bây giờ đóng cửa 37.5. Nên nó mạnh hơn rất là nhiều anh chị nhé. Đó nó vẫn có dòng tiền trong ngắn hạn nó tốt hơn. Đấy. Thì đó những cái điểm em chia sẻ với chị nhau tôi mình. Cho những cổ phiếu nào yếu, những cổ phiếu nào mà trong ngắn hạn nó chưa có dòng tiền hoặc là chưa vượt đỉnh được á thì chị mình nên cơ cấu, tập trung vào những cổ phiếu nó mạnh hơn. Đấy, thì đó là điểm chia sẻ với chị mình. Một số cổ phiếu KBC đấy, trong ngành khu công nghiệp nè, KBC cũng rất là tốt anh chị nha. Sau điểm áp lực bán lớn như thế, ví dụ giống với BVD nè, tại vì áp lực bán lớn nè thì sẽ mất thời gian nó cân bằng lại một thời gian đâu đấy khoảng 2-3 tuần nó chứ phải ngắn hơn chị nha. Một đấy nè, hai đấy nè, ba đấy nè, kiệt thanh khoản dòng tiền đi vào nè, vượt đỉnh là gì không, khá là tốt với những cổ phiếu KBC. Đấy, thì về đây có thể tạo cái thành tích lũy thêm với những cổ phiếu như thế này. Đấy, xu hướng cổ phiếu xu hướng tăng mà. Thì nhìn chung KBC vẫn rất là tích cực ở thời điểm hiện tại anh chị nha. Đó, thì đó là tổng quan với một số yếu tố chia sẻ với nhà đầu tư mình về cái vận động thị trường chung. Đấy, một số yếu tố mà tiếp theo trong tuần sau, những cái cơ hội mua khi mà dừng điều chỉnh á, hoặc là những cái vận động đánh giá về dòng tiền cung cầu của thị trường á, thì em sẽ cập nhật chi tiết với chị mình trong room, mày có thằng VIP. Cho một số chị nhà đầu tư nào muốn đồng hành cùng em trong room VIP hoặc là đánh ngắn hạn ở room Tây cộng á, room du kích á,
thì anh chị mình vui lòng là mình liên hệ giúp em qua bạn trợ lý Hải Anh qua số Zalo 0945 866 915, hoặc là anh chị mình có thể quét cái mã Zalo đấy anh chị để mình tham gia và mình trao đổi với bạn trợ lý, bạn sẽ hướng dẫn cho anh chị mình cái thủ tục để mình tham gia vào room anh chị nha. Đấy, ngoài ra bên dưới có phần link của room cộng đồng trong phần mô tả, thì anh chị nào quan tâm về link trong phần room cộng đồng á thì anh chị mình có thể tham gia vào room này. Đây là một cái room miễn phí anh chị đã chia sẻ mà hỗ trợ gì đầu tư đó, trong quá trình anh chị mình đầu tư đó, chị mình quan tâm thì mình tham gia vào đây trong để trong phần bên dưới anh chị nha. Đấy, còn một số thông tin bên ngoài về cổ phiếu hoặc là cơ cấu và danh mục thì chị mình có thể liên hệ với em qua số Zalo là 0974 046220. Ngoài ra một số chương trình tuyển dụng nhân sự hiện tại anh đang tuyển dụng một số bạn chứng khoán làm việc, thì những bạn sinh viên nào mà đang có nhu cầu và đam mê về thị trường chứng khoán thì các bạn hãy liên hệ với anh sẽ hỗ trợ, gửi gửi cái CV qua mail anh chị nha. Đấy, thì đó là một số cái chia sẻ của em với tất cả những chị nhau thôi mình. Đấy, ngoài ra khi mà chị mình xem video á, nếu như mình thấy video này thì mình có thể để lại giúp em một nút like và một phần đăng ký kênh, tại vì khi mà chị mình càng like nhiều nè, mình càng để lại những cái tương tác trong mình luôn á, thì hệ thống YouTube sẽ càng đề xuất thêm cho những người xem mới, thì đây cũng có thể xem như cái phần động lực giúp em làm những video hay hơn và chia sẻ với chị mình nhiều hơn về những cái kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán. Đấy, và anh chị mình lưu ý trong tuần sau, hiện tại thị trường đang là một cái xu hướng tăng, thì cái buổi video ngày hôm nay cũng đã giúp cho anh chị mình đánh giá được là gì cái độ yếu tố mà hướng dẫn chị mình cách mình đánh giá yếu tố thông tin, kể cả tin tốt kể cả tin xấu theo cái xu hướng về dòng tiền. Và danh mục hiện tại chị mình tập trung tiếp tục vào những cổ phiếu mạnh thì anh chị mình không phải quá lo lắng, quan trọng là điểm mua sẽ quyết định điểm bán, điểm mua của anh chị mình ở đâu, mình đang cầm cổ phiếu nào. Đấy, đó là điều quan trọng nhất anh chị nha. Đó, chúc anh chị mình vững tin của một trong một cái vận động của thị trường tuần sau. Hẹn gặp lại tất cả anh chị mình trong buổi video hôm thứ hai tuần sau. Đấy, xin chào cả nhà, chúc anh chị mình buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình.